Kính thưa đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, thưa đồng chí Chủ tịch tỉnh, kính thưa tất cả các đồng chí. Tôi rất là vinh dự được có điều kiện đến thăm các đồng chí và được trình bày với các đồng chí chuyên đề của năm nay: Toàn Đảng, toàn dân chúng ta học tập làm theo Bác về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm. Các đồng chí đều biết là nếu Bác Hồ còn sống với chúng ta đến ngày hôm nay thì Bác là 124 tuổi và ngày sinh của Bác cũng đã sắp đến gần. Và kể từ ngày Bác viết di chúc lần đầu tiên để lại cho chúng ta, và sau đó 5 năm liền Bác sửa chữa từng câu, từng chữ trong di chúc, thì đến nay cũng đã là 49 năm. Còn tính từ ngày Bác vĩnh biệt chúng ta thì đến nay đã 45 năm. Và sang năm, khi chúng ta kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, thì chúng ta cũng đồng thời kỷ niệm nửa thế kỷ Bác viết di chúc. Và đến đại hội lần thứ 12 của Đảng chúng ta đấy, thì sự nghiệp đổi mới của chúng ta tròn 30 năm. Những cái sự kiện và những mốc lịch sử như vậy giúp chúng ta càng đi sâu tìm hiểu cuộc đời sự nghiệp của Bác, một nhân cách lớn của thời đại, một trí tuệ lỗi lạc mà được cả thế giới tôn vinh. Và chúng ta ghi sâu những lời dạy của Bác để thực hiện trong cuộc sống hàng ngày, để làm tốt hơn những gì đã làm được và để khắc phục những gì chúng ta làm chưa tốt để xứng đáng với tâm nguyện của Bác hơn. Riêng với đất và người Quảng Bình chúng ta, các đồng chí vừa kỷ niệm 410 năm trong lịch sử hình thành của tỉnh. Với dân số 86 vạn người và 55.000 đảng viên, riêng Đảng bộ Quảng Bình của chúng ta hiện nay đấy đã đông gấp 11 lần tổng số đảng viên của toàn Đảng hồi cách mạng tháng 8, lại trải qua truyền thống vẻ vang cách mạng, nhất là những năm tháng kháng chiến chống Mỹ cứu nước, thì tôi nghĩ rằng trong một tương lai không xa, chúng ta nhất định sẽ xây dựng được một tỉnh Quảng Bình văn minh, giàu đẹp và hiện đại, và có được một cuộc sống độc lập, tự do, hạnh phúc đầy đủ nhất cho toàn dân của chúng ta. Và với một tình cảm tốt đẹp như vậy, tôi xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, tới đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Chủ tịch tỉnh và các đồng chí lãnh đạo của tỉnh đã tạo cho tôi một cơ hội rất tốt đẹp như hôm nay để được nói chuyện với đồng chí, đồng bào trong toàn tỉnh về cuộc đời, sự nghiệp của Bác. Tôi xin kính chúc tất cả các đồng chí sức khỏe, thành tựu và hạnh phúc. Thời gian của chúng ta rất ngắn ngủi, mà di sản sự nghiệp của Bác thì vô cùng đồ sộ. Chuyện Bác Hồ có thể nói là trăm năm chưa thấu ngọn nguồn. Cho nên chắc chắn ta sẽ còn nhiều dịp, nhiều cơ hội để trở đi trở lại vấn đề này. Đặc biệt là với đồng bào, cán bộ, chiến sĩ Quảng Bình chúng ta, nơi mà chúng ta có một niềm an ủi lớn, cũng là một niềm tự hào lớn, được là quê hương của Đại tướng huyền thoại Võ Nguyên Giáp, Đại tướng của nhân dân, Đại tướng của lòng dân đã yên nghỉ trên đất mẹ Quảng Bình. Và Đại tướng lúc sinh thời đấy có thể nói là một tấm gương tuyệt vời, mẫu mực về việc học tập làm theo Bác trong suốt cả cuộc đời. Mà Đại tướng chỉ tâm niệm có một điều thôi: làm gì, ở đâu và trong hoàn cảnh nào đấy cũng nêu cao tinh thần lời của Bác, đó là dĩ công vi thượng, tức là việc dân, việc đảng, việc nước lên trên hết, tất cả vì cuộc sống của nhân dân. Cho nên chúng ta học tập làm theo Bác đấy, luôn luôn chúng ta gắn với những kỷ niệm sâu sắc về Đại tướng, với một lòng kính yêu và ngưỡng mộ vô hạn, để xứng đáng là con cháu của Đại tướng, của Bác Hồ của chúng ta. Tôi xin tập trung giới thiệu với các đồng chí vào ba điểm lớn như thế này. Một là một vài nét khái quát về cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng của Bác. Điểm thứ hai là học tập
tư tưởng đạo đức của Bác về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm như thế nào trong tình hình hiện nay, nhất là việc thực hành những lời dạy của Bác. Và điểm thứ ba là chúng ta nói một chút về bản di chúc lịch sử. Bản di chúc lịch sử này, các đồng chí biết là Đảng ta đã cho in rất nhiều lần với một số lượng rất lớn, đến tận tay từng cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đây là một cái bản di chúc lịch sử có 1.000 từ thôi các đồng chí. 1.000 từ mà Bác để công phu 4-5 năm liền để viết và chữa. Mà cảm động thay, Bác chỉ dành riêng cho Bác có 79 từ thôi. Nó lại trùng hợp với cuộc đời của Bác. Bác dành cho đảng, cho nhân dân nhiều nhất, tối đa nhất, dành cho mình ít nhất, thậm chí có thể nói là hy sinh, là một sự hóa thân, quên mình đi để sống trong lòng dân, dân tộc và nhân loại, nâng niu tất cả chỉ quên mình. Và bản di chúc lịch sử ấy bây giờ được đảng và nhà nước ta xếp vào danh mục các quốc bảo. Quốc bảo tức là báu vật, bảo vật của quốc gia. Di chúc là một trong 5 tác phẩm tiêu biểu của Bác đã được coi là quốc bảo. Và chúng ta nói về bản di chúc cũng như ôn lại những giây phút cuối cùng trong cuộc đời của Bác, những lời Bác căn dặn chúng ta trước lúc đi xa, để việc học tập làm theo Bác đấy có một niềm cảm xúc mãnh liệt và có một động lực tinh thần sâu xa từ trong mỗi người, thì việc học tập ấy đấy nó sẽ thiết thực hơn. Thì đấy là mấy nội dung chính mà trong một thời gian rất ngắn ngủi tôi xin cố gắng truyền đạt tới các đồng chí. Các đồng chí biết là trong cuộc đời của Bác đấy, Bác chỉ chủ động tổ chức sinh nhật duy nhất có 1 lần thôi. Còn từ đó trở đi Bác đều từ chối tổ chức sinh nhật. Và đặc biệt là cái sinh nhật lần cuối cùng cho Bác đấy, thì Bác lại kiên quyết không cho tổ chức. Chúng ta phải trình bày với Bác rất thiết tha, vì còn có bạn bè quốc tế đang chuẩn bị vào chúc thọ Bác, cho nên Bác mới miễn cưỡng đồng ý. Riêng cái chi tiết này thôi đấy đã cho thấy Bác Hồ của chúng ta cao quý biết nhường nào. Bác nghĩ rằng tốn kém, lãng phí cả thời gian và tiền bạc của dân, cho nên Bác không muốn. Bác đã dạy chúng ta là mỗi đồng tiền bát gạo mà chúng ta tiêu dùng đều là mồ hôi nước mắt của dân. Cho nên thương dân thì phải tiết kiệm. Lãng phí là không thương dân, mà tham ô tham nhũng đấy là ăn cắp của dân, là có tội với dân với nước. Mà không có một hình ảnh nào chân thực, sinh động, mẫu mực và toàn vẹn như Bác về những vấn đề Bác nói và làm như vậy. Cái lần sinh nhật lần đầu tiên mà Bác chủ động tổ chức đấy các đồng chí, đó là ngày 19 tháng 5 năm 1946, khi nền Cộng hòa Dân chủ của chúng ta mới ra đời, còn rất non trẻ, đất nước trong tình trạng thù trong giặc ngoài, ngàn cân treo sợi tóc, thì Bác chủ động tổ chức sinh nhật để biểu dương lực lượng đoàn kết của toàn dân, để cho kẻ thù xâm lược nước ta nó nhìn rõ sức mạnh thiêng liêng của dân tộc như thế nào, thì Bác tổ chức. Đấy là sự kiện đầu tiên và cũng duy nhất sinh nhật trong đời Bác. Và bây giờ ta qua các sử liệu nghiên cứu, ta mới biết thêm được một chi tiết cảm động này. Ngày sinh nhật của Bác thật ra là một ngày rất tượng trưng. Bởi vì đấy chính là ngày thành lập mặt trận. Bác lấy ngày của mặt trận làm ngày sinh cho mình. Chứ còn ngày xưa đấy, ông bà cha mẹ chúng ta sống trong cảnh nghèo khổ tủi nhục, tình cảnh nô lệ, cũng không ai sinh con ra mà nhớ chính xác ngày sinh tháng đẻ đó. Ta nhớ theo một cái tâm linh của người Việt, tức là âm lịch, mùa trăng, thế thôi. Bác Hồ cũng vậy. Cho nên nghiên cứu vào những sự kiện về cuộc đời, sự nghiệp của Bác từ thời thơ ấu đấy, ta càng cảm động biết bao nhiêu khi biết rõ được những chi tiết trong cuộc đời chân thực của Bác. Còn từ đó trở đi đấy, không bao giờ Bác đồng ý cho tổ chức sinh nhật. Bác rất khiêm nhường,
bác toàn tránh cả. Bác dặn đồng chí Vũ Kỳ là thư ký riêng của bác, mà đây là đồng chí thư ký lâu năm nhất của bác. Ở với bác từ chiến khu Tân Trào trước cách mạng tháng 8 ấy, đến tận khi bác ra đi, thì rồi Trung ương mới cử đồng chí Vũ Kỳ sang làm giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh. Và bây giờ đồng chí Vũ Kỳ cũng đã trở về với bác lâu rồi. Bác dặn đồng chí Vũ Kỳ là sắp đến ngày sinh nhật của bác rồi, chú chuẩn bị cho bác đi công tác, đi xa, để Trung ương, để chúng ta không có điều kiện tổ chức chúc thọ bác đâu. Bác tránh mà. Thế mà rồi sau này Trung ương cũng biết được ý định của bác đấy, cho nên lại tổ chức sinh nhật sớm hơn để bác còn dự được. Đấy. Mà điều ấy đấy, càng cho chúng ta thấy rõ là bác hy sinh quên mình, không bao giờ nghĩ về mình. Cả cuộc đời chỉ nghĩ vì dân, vì nước. Cái triết lý Hồ Chí Minh sâu thẳm nhất ấy là chỉ có một chữ thôi, đó là chữ dân và vì dân. Bác dặn đại tướng và chúng ta là dĩ công vi thượng, chính là thế. Vậy mà đến năm 69, lúc bác 79 tuổi, thì đồng chí bí thư thứ nhất Trung ương Đảng, bây giờ ta gọi là tổng bí thư, lúc bây giờ là đồng chí Lê Duẩn, có đến gặp bác để trình bày với bác thông qua cho 4 cái dự thảo văn kiện của Trung ương. Bác chỉ duyệt có 3 cái đấy các đồng chí. Còn cái, một cái dự thảo nữa, bác lấy bút đỏ gạch chéo bác trả lại. Bác nói vui là bác chỉ duyệt cho các chú 3/4 nghị quyết thôi. Còn 1/4 bác không đồng ý đâu. Ý bác là thế này, bác đồng ý hoàn toàn để kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Đảng vào năm 1970. Bác duyệt ngay vì bác là người sáng lập ra Đảng ta. Và các đồng chí nghiên cứu lịch sử cuộc đời bác, các đồng chí biết là 30 tuổi thì bác sáng lập Đảng Cộng sản Pháp vào năm 1920. Để 10 năm sau, lúc 40 tuổi, năm 1930 thì bác sáng lập Đảng ta. Bác là tác giả đầu tiên của chính cương sách lược của Đảng. Bác còn viết cả điều lệ Đảng, bác viết cả thư kêu gọi quốc dân đồng bào nhân dịp Đảng ra đời, bác duyệt ngay. Nhưng chỉ tiếc là bác chỉ ở với Đảng ta được lúc Đảng 39 tuổi thôi. Lúc ta kỷ niệm 40 năm thành lập Đảng, bác đã đi xa rồi. Cái văn kiện thứ hai bác cũng duyệt ngay, đó là Trung ương đề nghị tổ chức trọng thể kỷ niệm 1/4 thế kỷ, 25 năm ngày độc lập, tức là ngày Quốc Khánh, mùng 2 tháng 9 năm 70, bác cũng duyệt ngay. Bác là tác giả của tuyên ngôn độc lập, người khai sinh ra nước Việt Nam mới, người sáng lập ra thời đại mới, huy hoàng nhất trong lịch sử nước ta là thời đại Hồ Chí Minh. Và bác cũng chỉ ở được với dân, với nước 24 năm. Lúc Quốc Khánh lần thứ 25 bác đi xa rồi. Và cái văn kiện thứ ba bác cũng duyệt ngay, đó là Đảng ta đề nghị tổ chức kỷ niệm trọng thể 100 năm ngày sinh của Lenin, 1870-1970 là tròn 100 năm. Bác duyệt ngay các đồng chí. Bác tự nhận là học trò nhỏ của Lenin. Bác coi Lenin là người thầy vĩ đại của cách mạng, nhất là của Việt Nam. Mà nhờ những tác phẩm của Lenin ấy, bác đã thay đổi bước ngoặt trong cuộc hành trình tư tưởng của mình để tìm ra chân lý cách mạng. Các đồng chí còn nhớ lại lịch sử, bác đọc luận cương về quyền tự quyết dân tộc của Lenin bằng tiếng Pháp ở Paris mà bác khóc. Bác bảo cảm động đến ràn rụa nước mắt. Bác nói là tôi muốn hét to lên, hỡi đồng bào bị đọa đầy đau khổ, đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là cẩm nang của chúng ta, đây là con đường cứu sống chúng ta. Cho nên ta mới hiểu tại sao bác ghi trong đường cách mệnh đấy, bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng cách mạng nhất, chân chính nhất chính là chủ nghĩa Lenin, tức là Mác Lenin. Ta phải theo đuổi suốt đời chủ nghĩa ấy. Và theo gương cách mạng Nga, theo tấm gương trí tuệ, đạo đức, nhân cách của Lenin thì bác duyệt ngay. Các đồng chí qua nghiên cứu lý luận cũng đều biết Lenin chỉ sống một cuộc đời ngắn ngủi có 54 tuổi. Vậy mà không kể việc ông sáng lập ra Đảng và nhà nước Xô Viết, là người đầu tiên khai sinh ra chủ nghĩa xã hội hiện thực trên thế giới. Lenin để lại cho đời 9.000 tác phẩm.
Chúng ta có để cả cuộc đời cũng không đọc hết sách của Lenin nữa. Chưa kể là hàng vạn tác phẩm của Marx và Engels nữa. Mà có một điều kỳ diệu đến thế này, mà đây là chỗ bác học được rất nhiều ở Lenin. Một trí tuệ mẫn tiệp. Ông viết tác phẩm lớn nhất trong cuộc đời mình là Sự phát triển chủ nghĩa tư bản ở Nga, mà viết trong nhà tù. Làm gì có điều kiện bình thường như chúng ta lại bị đế quốc săn đuổi suốt ngày đêm, cảnh sát vây lùng ngày đêm như vậy. Chỉ bằng trí nhớ thôi mà Lenin dẫn ra trong tác phẩm của mình 600 tài liệu tham khảo. Đấy, trí tuệ của Lenin là như vậy, mà bác cũng là như vậy. Trên thế giới coi bác là danh nhân văn hóa kiệt xuất là một điều rất có lý, bởi vì bác thâu thái cả hai nền văn hóa Á Âu, và bác tự học thôi để có được một tri thức lỗi lạc đến mức mà chỉ riêng ngoại ngữ thôi bác sử dụng 29 thứ tiếng. Lãnh tụ của chúng ta là người duy nhất trong đời mà tiếp khách quốc tế không dùng phiên dịch, mà minh mẫn đến phút chót. Còn chưa kể tiếng dân tộc thiểu số, bác nói chuyện với đồng bào Thái ở Sơn La toàn bằng tiếng Thái. Bác nói tiếng Tày, tiếng Nùng như đồng bào dân tộc. Đại tướng Võ Nguyên Giáp của chúng ta văn võ song toàn cũng mang được hình ảnh đó của bác. Tiếp khách quốc tế, đại tướng dùng trực tiếp bằng tiếng nước ngoài. Đến chiến khu cách mạng, đại tướng sống trong lòng dân bằng tiếng nói ngôn ngữ của lòng dân. Đại tướng dùng tiếng Tày, tiếng Thái, tiếng Nùng như bà con vậy. Đại tướng còn dịch cả những tài liệu cách mạng của Việt Minh ra tiếng dân tộc cho đồng bào hiểu. Và những năm tháng cuối đời đấy, đại tướng còn có nguyện vọng muốn thăm lại chiến khu cách mạng một lần nữa rồi mới đi. Chỉ tiếc là đại tướng tuổi cao sức yếu, không thực hiện được cái điều ấy của mình. Cho nên cho người con trai út của mình ấy, là anh Võ Hồng Nam đi thay để nói chuyện với bà con. Mà chỉ tiếc là anh Võ Hồng Nam thì lại không nói được tiếng Tày như cha. Cho nên đồng bào hỏi cũng không trả lời được. Đành ghi lại tất cả lời của bà con về đem đến cho cha trên giường bệnh. Đại tướng không nói được nữa, nhưng đại tướng mỉm cười đọc hết. Đại tướng ra hiệu là lấy bút để đại tướng dịch. Thì dịch ra ta mới hiểu là tấm lòng của bà con với đại tướng như thế nào. Tức là đại tướng có khỏe không? Phải khỏe nhiều, khỏe nữa, khỏe mãi mãi và sống mãi với bà con. Cho nên tại sao ta nói là đại tướng trong lòng dân là như thế. Và đấy là hình ảnh chân thực nhất, mẫu mực nhất về tấm gương học tập làm theo bác của đại tướng. Ta trở lại câu chuyện về bác. Cái dự thảo thứ tư mà bác không duyệt có liên quan đến bác. Tức là Trung ương đề nghị bác cho tổ chức chúc thọ bác 80 tuổi vào sang năm, tức là năm 70. Mà chỉ cần mấy tháng nữa thôi, bác sang tuổi 80 để ta chúc thọ bác, mà bác không đợi được. Bác ra đi trong một cơn đau tim dữ dội. Và bác gửi lại cái bản dự thảo với gạch chéo bằng một bút đỏ của bác. Bác bảo đừng tổ chức sinh nhật cho bác nữa. Bác chẳng biết còn được bao lâu nữa đâu. Mà đồng bào miền Nam đang ngày đêm gian khổ hy sinh như thế, tổ quốc thì chưa thống nhất, chiến tranh ngày càng ác liệt, bác không có bụng dạ nào hưởng niềm vui riêng cả, đừng tổ chức cho bác làm gì. Đồng chí Lê Duẩn phải thưa lại với bác là thưa bác, ngoài bác ra còn có Trung ương, còn có chính phủ, mặt trận, quốc hội, rồi có đoàn ngoại giao mấy chục vị đại sứ đang chờ vào chúc thọ bác. Thì bác mới nhớ ra là còn bạn bè quốc tế nữa. Bác trả lời là thôi, nếu vậy thì các chú làm thật nhanh lên cho bác. Đừng kéo dài, đừng bày vẽ tốn kém làm gì. Tại sao bác giận là làm thật nhanh lên và đừng kéo dài? Các đồng chí đọc và di chúc sẽ thấy. Bác có thể hình dung là có thể đi đột ngột bất cứ lúc nào. Trong di chúc của bác đấy, mỗi năm bác viết về việc riêng một khác đấy các đồng chí. Lần đầu tiên bác nói là ai mà đoán biết được tôi còn sống được mấy tháng, mấy năm nữa. Đấy là năm 65, lúc bác 75 tuổi. Năm 68, bác đi Trung Quốc chữa bệnh một thời gian, chuyên sức khỏe có khá hơn. Nhưng ở đời có thể chữa được bệnh,
chứ ai qua được cái mệnh đó. Mệnh không có gì thần bí cả các đồng chí. Đó là giới hạn của sự sống thôi, mà bác linh cảm thấy rất rõ ràng. Thì bác viết ngược lại là ai mà đoán biết được tôi còn sống được mấy năm mấy tháng nữa. Còn đến năm 69 ấy, năm cuối cùng của đời bác yếu sức khỏe từng ngày, cho nên là bác không đi nổi về cái vùng gọi là đá trông K9. Ở đó có một cái khu rừng rất đẹp để chữa di chúc. Bác đành chữa di chúc trong nhà sàn. Thì cái bản cuối cùng bác viết là ai mà đoán biết được tôi còn sống được bao lâu nữa. Cho nên bác không cho tổ chức. Và bây giờ đành phải tổ chức, bác bảo làm thật nhanh lên cho bác. Tức là có thể đi đột ngột bất cứ lúc nào. Và đặc biệt nữa, cả một đời tiết kiệm vì dân, tiết kiệm đến mức khắc khổ. Cho nên bác còn dặn là đừng bày vẽ tốn kém làm gì, chỉ cho bác mấy bông hoa là đủ rồi. Bác cẩn thận đến mức bác quay lại bác nói là chỉ 5 bông hồng đỏ thôi. Thế thì có ngờ đâu, bó hoa của Trung ương chúc thọ bác làm đúng như lời bác, vẹn vẹn có 5 bông hồng nhỏ. Đồng chí Vũ Kỳ mang bánh kẹo và pha nước để bác tiếp khách. Bác nói là các chú uống nước ăn bánh kẹo để mừng thọ cho bác đi. Và bác mong các chú thông cảm cho bác. Bác mang tiếng là chủ tịch đảng, chủ tịch nước thật đấy. Nhưng bác nghèo lắm, bác không có gì để thết đãi các chú hơn được đâu. Các chú đây là 4 nhà lãnh đạo cao cấp của đảng và nhà nước ta hồi bấy giờ. Tổng Bí thư Lê Duẩn, Chủ tịch Quốc hội Trường Chinh, Thủ tướng Phạm Văn Đồng và Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp ngày đêm bên cạnh bác, được coi như là bộ não của Trung ương thời đó. Bác nói cảm động như vậy, và đấy là lần sinh nhật cuối cùng của bác. Và sau đó thì bác đi. Thì ta mới biết là đời bác đấy duy nhất chỉ có một lần chủ động sinh nhật mà vì dân, vì nước mà tổ chức, không phải vì bản thân bác. Còn bác từ chối hết, từ chối cũng chính là để vì dân, vì nước. Thì từ tư tưởng, sự nghiệp, tấm gương của bác như thế, ta mới càng thấy bác cao quý biết bao nhiêu. Đời bác có rất nhiều chi tiết và sự kiện mà bây giờ ta gọi là huyền thoại, mà chúng ta đều đã biết ít nhiều. Nhưng mà để biết đầy đủ thì chúng ta cũng cần phải nghiên cứu. Chỉ riêng tên bác thôi các đồng chí, tên bác đã là cả một huyền thoại rồi. Mỗi chúng ta có thể có một cái tên hay một vài bí danh, bút danh nào đó thôi. Còn bác của chúng ta sống 79 mùa xuân trong cuộc đời, mà có ngờ đâu bác mang tất cả 174 cái tên, cả bút danh và bí danh. Chỉ riêng viết báo đảng thôi đấy, bác là tác giả của hàng nghìn bài báo trên báo đảng. Không kể báo chí nước ngoài, bác dùng tới 88 bút danh khác nhau. Mà đến năm cuối cùng trước khi đi đấy, bác vẫn còn dùng bí danh đấy các đồng chí nhé. Cái bức thư mà bác gửi cho đồng chí Lê Duẩn từ Quảng Châu Trung Quốc về nước đấy, vì bác dặn là bố trí cho bác đi thăm đồng bào miền Nam mà ta không thể bố trí được vì rất nguy hiểm cho bác. Bác còn dùng cả bí danh là Việt Hồng. Và gần đây các đồng chí có để ý một cái sự kiện đang gây nhức nhối trong chúng ta, đó là cái bệnh dịch sởi, nhất là ở Hà Nội. Mà ta đọc lại các tài liệu tác phẩm của bác, ta còn tìm thấy một bức thư vào dịp cuối đời bác gửi cho các thầy thuốc, các bác sĩ, y tá, hộ lý trong ngành y. Bác dạy là phải đề cao y đức, coi người bệnh như người nhà, chăm sóc tận tình với tất cả tình thương yêu, và nhất là phụ nữ và trẻ em. Bác ký dưới bức thư gửi cho ngành y đó bằng một cái tên rất cảm động. Bác đề là Nguyễn Ái Dân. Ái Dân tức là yêu dân. Lại một lần nữa khẳng định cái triết lý sống nhất quán của bác. Chúng ta học bác đấy, nói đi đôi với làm này, là như vậy. Nói thế nào làm như vậy. Nói ít làm nhiều. Phương châm của bác, phong cách của bác là nói ít thôi, làm là chủ yếu. Chủ yếu là hành động. Mà đã nói là làm đi đôi với nhau, đấy là chỗ đến, chỗ kết tinh của việc nêu cao trách nhiệm và chống chủ nghĩa cá nhân. Nó biểu hiện thành hành vi, thành lối sống, thành ứng xử. Có một lần mà bác thấy chúng ta nói nhiều quá,
mà làm thì không được bao nhiêu, nhất là lại không nhất quán với nhau, bác băn khoăn lắm. Và bác dạy chúng ta bằng một lời dạy rất cảm động như thế này, mà như lẽ phải thông thường, không cần phải chứng minh gì cả. Mà câu nói này của bác bây giờ đi vào lịch sử. Bác bảo là tạo hóa cho mỗi người hai con mắt để nhìn, hai cái tai để nghe, hai lỗ mũi để ngửi, nhưng chỉ cho mỗi người một cái miệng để nói thôi. Nên các chú nói ít thôi. Bác của chúng ta như vậy đấy các đồng chí. Và bác hành động như thế đấy. Bác còn dặn chúng ta là nhiều khi không cần nói đâu, cứ làm việc. Tự công việc, tự việc làm và hành vi nó sẽ toát lên tư tưởng. Cho nên đồng chí nào là nhà giáo, nhà nghiên cứu mà lại dạy về tư tưởng Hồ Chí Minh, dạy về triết học Hồ Chí Minh đấy, thì xin các đồng chí nhớ là triết học Hồ Chí Minh có một đặc điểm rất đặc sắc. Đó là một thứ triết học vô ngôn, không cần lời, không cần khái niệm phạm trù, chỉ cần hành vi, chỉ cần việc làm, tự nó toát lên tư tưởng. Đấy là điều chúng ta đáng lưu ý. Đặc biệt nữa, ta nghiên cứu về cuộc đời sự nghiệp của bác, chúng ta phải khắc phục một cái nhược điểm này, mà bây giờ chúng ta đã khắc phục được, nhưng mà chưa hết đâu. Đó là một thời gian rất dài, ta cứ thần thánh hóa bác, phủ lên bác một cái hình ảnh hào quang gần như tưởng tượng, thần thánh, tôn giáo hóa, làm cho bác rất khổ đấy các đồng chí. Bác cũng buồn nữa. Nói cụ thể hơn, bác mất cả tự do này, như không có như chúng ta. Vì chỉ vì chúng ta đấy, yêu thương bác quá mà không phải lối, phải cách đấy, cứ thần thánh hóa bác, làm cho bác rất khổ. Cái chi tiết này rất cảm động này, mà nếu đứng về mặt nghiên cứu đấy, cũng phải coi là một đề tài rất nghiêm túc đấy, chứ không phải chuyện đùa đó các đồng chí này. Vậy chúng ta thử hiểu xem là trong cuộc đời bác, bao nhiêu người giục bác lấy vợ các đồng chí, mà bác từ chối cả. Mà lại đặc biệt nữa là không ở đâu như ở Việt Nam, lại có một cái chuyện rất lạ lùng thế này này, lại có cả một hội nghị rất quan trọng mà lại biểu quyết việc bác lấy vợ cơ các đồng chí, 100% cơ các đồng chí nhé. Ta cứ tưởng chuyện tưởng tượng, chuyện hư cấu, nhưng hóa ra là chuyện có thật cả. Mà càng có thật như thế ta càng cảm động. Người trong nước quan tâm đến việc riêng của bác đã đi một nhẽ, bây giờ vợ chồng tổng thống ở nước ngoài ngưỡng mộ yêu quý bác mà cứ nằng nặc đòi bác lấy vợ đấy các đồng chí nhé, mà đều không thành cả. Và khi ta biết được lời giải thích của bác vì sao bác không lập gia đình, thì ta càng thương bác biết bao nhiêu. Ngay cái chuyện mà ngày mùng 2 tháng 9 năm 45 ở quảng trường Ba Đình lịch sử bác đọc tuyên ngôn độc lập, thì trong cái không khí cách mạng hồi đó như thế đấy, thì báo chí đồng loạt đưa một cái tin là Hồ Chủ tịch, vị cha già của dân tộc. Bác đưa cho chúng ta xem, bác phê bình đấy. Bác bảo các chú viết thế này là các chú làm khổ bác mất rồi. Ta cũng không hiểu. Ta chỉ hiểu mỗi một nghĩa là chắc là bác phê bình là không được nghiêm túc lắm. Dân tộc từ thời Hùng Vương dựng nước hàng nghìn năm tuổi, bác là người con ưu tú của dân tộc, chứ không thể gọi là cha già dân tộc được. Cha già của chúng ta, của mỗi người thì đúng, của từng gia đình thì đúng, chứ của dân tộc thì không. Đảng ta nói là bác là người con ưu tú của dân tộc Việt Nam thì đúng. Thì ta chỉ hiểu được thế thôi. Nhưng ta không hiểu được cái điều thâm thúy của bác. Bác nói là các chú làm khổ bác rồi, với nghĩa này này, là các chú coi bác là cha già dân tộc, tức là các chú cấm bác lấy vợ. Cha già dân tộc thì lấy ai được các đồng chí? Ta hồn nhiên bao nhiêu thì bác sâu sắc bấy nhiêu. Bác tinh tế bao nhiêu thì ta đơn giản bấy nhiêu. Chuyên học bác, xin các đồng chí lưu ý là không chỉ học tư tưởng, không chỉ học đạo đức, học cả văn hóa ứng xử của bác, hết sức tinh tế. Mà điều này với chúng ta, các đồng chí là cán bộ chủ chốt các cấp các ngành, thì càng trở nên cần thiết. Bây giờ tôi xin kể vắn tắt một đôi câu chuyện xung quanh cái việc riêng rất cảm động này của bác, để chúng ta biết. Người đầu tiên phát hiện ra bác là em mình, chính là chị gái của bác, bà Thanh. Bà Thanh là còn có một tên nữa là Nguyễn Bạch Liên, hoa sen trắng. Và bác lấy bí danh của mình là Hồng Liên, hoa sen hồng, là để ứng xử với chị đấy. Mọi người ở trong quê bác đấy, nhất là các cụ già mà am hiểu về nho, tiếng chữ Hán đấy, đều nói là lưỡng mục trùng đồng đích thị thánh nhân.
Người có hai con mắt mà như hai con ngươi sáng lấp lánh như vậy đấy là bậc thánh. Danh họa Picasso ở Pháp là bạn thân của bác vẽ tranh tặng bác. Ông chỉ vẽ râu tóc rất là đơn giản, nhưng mỗi con mắt ông vẽ một ngôi sao. Nhạc sĩ Phong Nhã của chúng ta viết bài hát cho trẻ em ai yêu bác Hồ Chí Minh hơn các em nhi đồng, thì bác nói là mắt bác sáng như sao. Những cái người thầy dạy của bác trước đây thời thơ ấu đấy đã nhìn thấy ở bác là một người có lưỡng mục minh tinh. Thế cơ. Và bây giờ bà Thanh phát hiện ra bác qua cái ánh mắt. Cho nên dù là chủ tịch nước, bà đinh ninh đây là em trai mình, nên bà ra thăm, trong khi mọi người cứ bán tín bán nghi. Vì 55 tuổi mà bác già quá, vất vả gian lao suốt cả một cuộc đời như vậy. Đời bác là hai án tử hình vắng mặt đấy các đồng chí. Chưa kể vào tù ra tội, bao nhiêu lần chết đi sống lại cả đấy chứ. Thì bác già nua vó hốc hác như vậy, những năm tháng gian lao là điều dễ hiểu thôi. Nhưng bà Thanh nhìn vào ánh mắt của bác, biết là em trai mình là tất thành, nên bà ra thăm. Bà mang theo hai con vịt thế này các đồng chí. Bà nhớ đến chuyện là bác Hồ thời thơ ấu đấy, thích cái món ăn của bác là món thịt vịt luộc. Bà mang ra để làm cơm cho em. Nhưng đồng thời bà cũng kín đáo muốn làm một phép thử. Xem là mấy chục năm đi xa, bác còn nhớ gì những kỷ niệm quê hương từ ngày nhỏ không? Mà bố mất rồi, mẹ mất rồi. Ra đến nơi, bà rất cảm động. Nhưng bà cũng cảm thấy có phần tủi thân. Bởi vì bác thì trăm công nghìn việc chưa tiếp được. Mà bác lại bảo mấy đồng chí cảnh vệ là chú đưa chị bác về gia đình giáo sư Đặng Thái Mai. Bác trả lời khách quốc tế xong, bác về đó gặp chị ngay, tiếp chị ở đó cho tiện. Ở đây rất không tiện và nguy hiểm. Vì thù trong giặc ngoài, nó có thể giết chết bất cứ lúc nào. Bác cẩn thận lắm. Bà Thanh thì lại không hiểu được nỗi lòng ấy của bác. Chỉ nóng lòng gặp em mà chưa được gặp em. Chứ bà cũng tủi. Mà bà Thanh là không có gia đình các đồng chí nhỉ? Anh trai bác, chị gái bác bị đánh đập dã man bởi tham gia nghĩa quân Phan Đình Phùng chống Pháp mà. Đến mức mà không còn khả năng sinh nở. Chứ không có gia đình riêng, cả chị gái lẫn anh trai. Thế bà Thanh đến nhà giáo sư Đặng Thái Mai. Đặng Thái Mai là người có quan hệ rất mật thiết với dòng họ Nguyễn Sinh. Mà bác cử làm bộ trưởng bộ giáo dục cơ mà. Mà Đặng Nguyên Cẩn là nhà nho danh tiếng, bạn cùng thời với cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc là thân sinh của bác. Thế thì bác bảo đến đấy để bác tiếp. Vừa bước chân vào gia đình giáo sư Đặng Thái Mai, bà Thanh đã tủi đã giận rồi. Tại sao? Vì phu nhân của giáo sư là người rất là niềm nở, tốt bụng nhưng mà hay nói. Mà hay nói thì cũng có khi nói lỡ miệng các đồng chí. Ai lại lỡ miệng thế này bao giờ? Bảo sao chị không mang đôi gà ra có hơn không? Ngoài Bắc người ta kiêng ăn thịt vịt đầu tháng lắm. Thế bà Thanh càng tủi thân các đồng chí. Bà Thanh nói thế này này, là tôi ra thăm em tôi có gì tôi mang nấy. Tôi có đi thăm người quyền cao chức trọng bao giờ đâu. Người xứ Nghệ rất khẳng khái các đồng chí. Đấy, bà Thanh trả lời như vậy. Bà vợ của giáo sư Đặng Thái Mai là sợ quá, biết là mình lỡ lời, cho nên là vội vàng xin lỗi ngay. Chị tha lỗi cho em, không có bụng dạ nào đâu, em lỡ miệng thôi. Rồi bà nói tiếp là em sẽ pha chế làm nhiều món để trưa nay chị tiếp bác Hồ. Bà lại nói ngay, tôi tiếp em tôi cậu Thành. Thế cơ mà. Bà còn dặn là đừng có cho tỏi vào nước chấm, cậu Thành không ăn tỏi bao giờ đâu. Thế bác của chúng ta đấy, các đồng chí nữ làm dỗ cho bác nhớ cái chi tiết này. Đấy. Bà còn dặn là làm muối gừng cho bác chấm thôi. Thế cơ mà. Bà còn dặn là thím muốn làm bao nhiêu món tùy thím. Nhưng đợi tôi về đã, hôm nay thím chỉ luộc thôi. Bà còn đang muốn làm cái phép thử đối với bác mà. Thời bé bác rất thích ăn thịt vịt luộc. Xem bác còn nhớ gì về tình cảm quê hương, thời thơ ấu không? Ý bà Thanh là như vậy. Bà vừa mới nói xong thì nghe tiếng còi ô tô. Bà biết là bác đã về. Bà quay ngoắt vào trong tường các ông chị. Bà dỗi, bà không tiếc. Ta xem bác ứng xử thế nào nhỉ? Bác bước vào cửa, bác chỉ đặt tay lên vai chị thôi. Bác nói một câu mà hai chị em ôm lấy nhau mà khóc. Chị ơi, có nhẽ nào chị dỗi em nhiều thế? Thì bà Thanh ôm chầm lấy bác mà khóc.
hỏi bác một câu là việc riêng của cậu đến đâu rồi? Bác bảo em không còn thời gian nữa, muộn mất rồi. Bây giờ chỉ còn lo cho dân, cho nước, 2 triệu đồng bào chết đói thê thảm. Ta mới hiểu tại sao mà bác đọc bài diễn văn phiên khai mạc chính phủ lâm thời ngay sau lễ tuyên ngôn độc lập, bác phát động 10 ngày nhịn ăn một bữa. Mỗi bữa là một bơ gạo, đem gạo cứu dân nghèo, tôi xin làm trước tiên. Tôi đây tức là bác. Đấy, chỉ một câu thôi, nó toát lên tất cả cái mệnh đề này. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm, mà bác là gương. Bác còn dặn các cháu thanh niên là các cháu đang tuổi ăn tuổi ngủ, bác rất thương. Nhưng mà 10 ngày mới nhịn một bữa không chết được đâu. Nhưng mà dân thì có bữa cơm bữa cháo, cố mà nhịn. Bác cũng vậy. Còn riêng với bác, nếu đến ngày quy định nhịn ăn mà bác phải tiếp khách quốc tế thì bác sẽ nhịn bù vào hôm sau. Thì bây giờ không còn nghèo khổ như vậy nữa, nhưng mà cái cử chỉ cao quý ấy của bác đấy thì muôn đời nhắc đến. Đấy là bác. Cho nên bác nói với chị câu ấy mà bác khóc, và chị bác rất cảm động. Bà Thanh gấp thức ăn cho bác và hồi hộp lắm để xem phép thử của mình diễn ra như thế nào. Bác biết chứ, bác rất nhạy cảm, mà bác minh mẫn không quên một chi tiết nhỏ. Cho nên bác nói ngay: chị ơi, chị gấp thịt cho em mà em thương bà ngoại quá. Bà ngoại tức là cụ Nguyễn Thị Kép, vợ của nhà nho Hoàng Xuân Đường, ông ngoại của bác đấy. Tại sao lại thương bà ngoại quá? Vì em còn nợ bà ngoại những năm roi mà chưa trả được, mà bà đi mất rồi. Bác nhớ lại thời thơ ấu đấy. Có một lần mà trong gia đình nhà bác, ở nhà ngoại có dỗ, thế là bà ngoại mới tặng, mới bị cho em, cho hai anh em bác mỗi người một cái chân vịt luộc, có gì đâu. Bác có 5 tuổi đầu, anh bác có 7-8 tuổi. Hai anh em đùa với nhau rằng co cái hai cái chân vịt, thế là đổ xô ngã, rồi là đổ vỡ cả cái chồng bát đĩa cổ của bà. Bà đánh cho mỗi cháu 10 roi, nhưng bà rất thương bác, bà đánh có 5 roi thôi. Tại sao bà thương như vậy? Các đồng chí nhớ cái chi tiết này nhé. Mẹ bác, bà Hoàng Thị Loan ấy, tham công thiếc việc, đến ngày sinh nở vẫn ở ngoài đồng, ngoài ruộng. Đến lúc đến cơn đau đẻ, chạy về đẻ bác ở đống rơm với các đồng chí. Ở đống rơm trước sân nhà, bà ngoại đỡ đẻ. Bà ngoại đích thân chôn rau cắt rốn cho bác đấy, ở ngay trong vườn. Mà mẹ Loan của bác không có một giọt sữa nào. Bà ngoại phải mớm cơm nuôi bác những ngày thơ bé đấy. Rồi sau này chính bác cũng lại mớm cơm cho em nhỏ của mình có 4 tháng tuổi. Thì ta mới biết rằng bác nhớ những kỷ niệm sâu sắc đến như vậy. Bà Thanh khóc, biết rằng phép thử của mình như thế đã xong. Một người mà không quên một chi tiết nào với tình cảm như vậy, bây giờ lãnh đạo nhân dân đất nước thì nhất định sẽ một lòng vì nước, vì dân. Đấy. Sâu xa đến như vậy các đồng chí. Chỉ tiếc là bà Thanh ra thăm em được một lần, thì có ngờ đâu đấy là lần duy nhất và cuối cùng. Rồi thì bà mất. Bà thọ được 70 tuổi, mất ở nhà riêng, ở hạt quê bác, mà lại mất vào đúng năm Điện Biên Phủ, lúc bác đang chỉ đạo trên núi rừng Việt Bắc. Ông Cả Khiêm, anh trai của bác ra thăm, lại tình cờ hỏi đúng bác như vậy: anh đã vậy, liệu chú cũng định ở vậy sao? Thế là ta biết tất cả gia đình bác không ai có cuộc sống riêng cả. Bác đặt tay lên vai anh, ngâm cho anh nghe một câu kiều: đã tu, tu chót qua thì thôi. Ta càng hiểu bác là một con người, chứ đừng có thần thánh hóa bác nhé. Đấy là bác hy sinh hết thôi. Chứ bác là một con người như chúng ta, bằng xương, bằng thịt, có tất cả những nhu cầu cuộc sống như chúng ta thôi. Bác hy sinh hết. Rồi ông Cả Khiêm cũng mất, thọ được 62 tuổi, lại mất đúng năm chiến dịch biên giới 1950. Bác không có nhà. Bác gửi thư về cho dòng họ Nguyễn Sinh để khóc anh rất thống thiết. Bác nói là khi anh đau ốm, tôi không được ở bên anh để cơm cháo thuốc men. Bây giờ anh đi cũng không kịp về chịu tang anh nữa. Chỉ vì việc dân việc nước, mong anh tha tội cho, tôi đành chịu tội bất đễ với anh. Và cũng xin bà con ở quê hương lượng thứ cho tôi, nguyên lượng cho tôi một người con suốt đời chỉ vì dân vì nước.
thì xin các đồng chí nhớ là không có tinh thần trách nhiệm nào cao quý hơn, vĩ đại hơn là vì dân, vì nước. Trách nhiệm với dân, với nước mà Bác là một tấm gương thể hiện sinh động nhất. Người thứ ba mà lại giục Bác lập gia đình đó là cụ Huỳnh Thúc Kháng. Các đồng chí đều biết một chí sĩ yêu nước, một nhân cách lớn mà Bác ngưỡng mộ, tin cậy, giao cho chức quyền chủ tịch nước thay Bác khi đi Pháp. Cụ Huỳnh đọc tặng Bác hai câu thơ mà có ý giục Bác lấy vợ. 56 tuổi vẫn chưa già, cụ ông thì có, cụ bà thì không. Cụ bà tức là phu nhân không có, Bác biết chứ. Bác trả lời là bao giờ kháng chiến thành công thì tôi xin vâng lời cụ. Nhưng có bao giờ có đâu. Thế mà ở Pháp, trong khi phải đấu tranh căng thẳng với những kẻ thực dân, mà Bác vẫn gửi thư về nước cho cụ Huỳnh những lời thơ rất cảm động. Mà cái tư liệu này Bác đi xa bao nhiêu lâu nay rồi, bây giờ chúng ta mới tìm thấy đấy các đồng chí. Bác viết bài thơ cho cụ Huỳnh như thế này này: cụ Huỳnh nhớ lắm cụ Huỳnh ơi, nghĩ chẳng ra thơ để trả lời, giang sơn đất nước cùng nhau gánh vác đấy. Độc lập xong rồi lấy vợ thôi. Bác Hồ của chúng ta hoàn toàn là một con người bằng xương bằng thịt, chứ đừng có thần thánh hóa Bác. Chính sự giản dị làm tôn vinh cái vĩ đại của Bác. Và vĩ đại thực sự thì càng phải giản dị. Giản dị đến mức, đến cái cốt lõi của sự vật và vấn đề, không cần tô điểm gì thêm cả. Bác Hồ là như vậy. Người thứ tư mà quan tâm đến việc riêng của Bác chính là Thủ tướng Phạm Văn Đồng, mà Bác thân mật gọi là chú Tô của Bác. Bác thương Thủ tướng vô cùng. Và Đại tướng Võ Nguyên Giáp, hai người không hẹn mà nên đều có ý nguyện đi tìm bạn đời cho Bác mà không thành. Đấy. Thủ tướng trước khi mất ấy, về với Bác có dặn chúng ta là không tìm được bạn đời cho Bác là một trong những điều ân hận lớn của tôi. Còn Đại tướng thì công phu đi hỏi thăm dò hết tất cả các tướng lĩnh dưới quyền, tưởng rằng mọi người sẽ ủng hộ mình, ai ngờ toàn bị phản đối cả. Bởi vì thương Bác quá, yêu Bác quá mà không cho Bác lấy vợ. Cứ nghĩ Bác là thần thánh thì phải không có một chút gì phàm tục cả. Vợ con vào nó phàm tục lắm. Nghĩ như vậy mà, trên cứ ngăn trở Bác. Mà đến lúc nghĩ ra được rồi thì lại càng thương Bác hơn, vì Bác đi mất rồi. Thế là ai cũng phản đối Bác. Mà phản đối rất là chân thành nhé. Bảo sao anh lại nghĩ vậy? Bác nhiều tuổi rồi sao lại lấy vợ làm gì? Lúc bây giờ Bác có 60 tuổi. Ở Việt Bắc Bác có 60 tuổi. Bác gửi thư cho đồng bào Thượng Thọ 80 tuổi. Bác xưng hô là cháu cơ mà. Cháu xin thay mặt chính phủ chúc thọ cụ cơ mà. Không có lãnh tụ nào mà khiêm nhường đến như thế đâu. Bác coi 60 tuổi còn là thiếu nhi, mà lại bảo Bác già mất rồi. Thế là không đọc thơ Bác. Thơ Bác viết là gì? 60 tuổi vẫn còn xuân chán, so với ông Bành vẫn thiếu niên. Ông Bành Tổ 800 tuổi cơ mà. Ăn khỏe, ngủ ngon, làm việc khỏe, trần mà như thế kém gì tiên, lại bảo Bác già rồi. Thế là không hiểu Bác. Câu sau thì lại càng chân thành, mà càng chân thành bao nhiêu thì bây giờ nghĩ lại lại càng vô lý bấy nhiêu. Lại nói là vả lại Bác là của cả dân tộc, sao lại thế được? Thế của cả dân tộc thì cấm được lấy vợ, không được lấy vợ. Ta lại cứ nghĩ như thế các đồng chí. Đại tướng buồn lắm, không thuyết phục được đồng sự. Đại tướng bảo anh nghĩ vậy là sai rồi. Các anh phong kiến lắm. Tại sao tôi và các anh có gia đình hạnh phúc riêng mà Bác thì lại không? Ta yêu thương Bác không phải lối, hóa ra ta thành kẻ ích kỷ. Thế rồi kháng chiến nó cuốn đi, thời gian trôi đi, không ai trở lại cái chuyện đó nữa. Mà còn thật ra thì Bác đã toàn tâm toàn ý vì dân rồi, Bác không muốn. Các cháu ở miền Nam ra gặp Bác, nhất là các cháu gái dũng sĩ đấy, Bác cho hỏi các câu chuyện để Bác trả lời. Bác thương lắm. Các cháu toàn hỏi về việc riêng của Bác thôi. Ai lại hỏi thế này: thưa Bác, chúng cháu cứ thắc mắc hoài, sao mãi đến giờ Bác không có bác gái? Bác trả lời thế nào? Trước hết Bác chữa cho chúng ta về tư duy đã, tức là về ngôn ngữ đấy, diễn đạt đấy, rồi Bác trả lời. Bác bảo đến giờ này Bác chưa có bác gái, chứ không phải là Bác không có bác gái. Thế mà. Và Bác không có bác gái không phải lỗi của Bác đâu, là lỗi của hội phụ nữ các cháu đấy. Bác rất
vui các đồng chí nhé, các đồng chí nữ này, bác thương phụ nữ đến như thế vì từ mẹ bác như vậy, từ người chị gái của bác như vậy. Hội phụ nữ của chúng ta lại thật thà quá, bác nói đùa cho vui lại tưởng bác nói thật các đồng chí. Thế là cũng họp lên họp xuống để bàn về đi lấy vợ cho bác, mà có thành đâu các đồng chí, vì bác đã toàn tâm toàn ý vì dân, bác nói vui thế thôi. Thế là đi họp để bàn về chuyện này, nhưng mà phụ nữ thì rất dễ xúc động, chứ phải hỏi bác chứ, mà chưa hỏi đã khóc rồi, xúc động không nói nổi lên lời rồi, thì làm sao mà biết được tiêu chuẩn của bác thế nào. Thế cuối cùng phải tìm một chị mà tính cách mạnh mẽ như nam giới đấy, nói năng dõng dạc không có run rẩy gì cả, đến gặp bác, hỏi do đầu đuôi, bảo thưa bác, giả sử như bác có người yêu thì tiêu chuẩn của bác như thế nào, để chúng con còn chuẩn bị mà này. Thế bác cười, bác bảo các cô lại giục bác lấy vợ, đã không lấy vợ thì thôi, đã lấy vợ mà hỏi tiêu chuẩn bác nói ngay, bác không giấu, bác chỉ có một tiêu chuẩn thôi, ta mừng lắm để đợi bác. Bác bảo tìm cho bác một người thật đẹp, đẹp như tiên, đẹp hơn tiên thì càng tốt. Thế thì lấy đâu ra được giữa rừng xanh núi đỏ đấy các đồng chí, đang thời kháng chiến. Thế là ta mới cảm thấy bác rất hóm hình, bác rất con người, chứ không phải là bác là thần thánh đâu, dù bác vĩ đại như thánh vậy. Đấy, thì phải hiểu đúng như thế, thì học bác, thương bác nó mới đúng được các đồng chí. Rồi chuyện đó cũng không xong. Còn cái hội nghị mà lại biểu quyết việc bác lấy vợ là có thật, đó là diễn ra bên thềm Điện Biên Phủ, mà ta với vừa mới kỷ niệm 60 năm xong. Ai lại cái hội nghị quan trọng bàn về quân sự mà rồi thế nào lại loay hoay bàn sang chuyện bác lấy vợ các đồng chí? Bởi vì nó có cái ông cố vấn Trung Quốc dự. Ông này biết bác từ hồi ở Quảng Châu cơ. Mà bác, ông này rất giỏi tiếng Việt, nói như người Việt vậy. Ông ấy phát biểu về bác là bác Hồ rất vĩ đại, mà bác sống khổ quá, các đồng chí Việt Nam phải lo lắng cuộc sống riêng cho bác, đừng để bác cô đơn quá. Nó đụng ngay vào nỗi lòng của chúng ta chứ. Không ai bảo ai hoan hô vang dội đứng lên biểu quyết 100% bác Hồ phải lấy vợ cơ. Có ở đâu mà lãnh tụ với cán bộ với chiến sĩ mà thân thật mật đến như thế đâu. Bác lại dự cái hội nghị đó chứ. Bác đứng lên tươi cười cảm ơn. Bác bảo bác cảm ơn đồng chí cố vấn Trung Quốc đã quan tâm đến bác. Bác cảm ơn các chú đã có lòng tốt với bác. Nhưng bác phải nói ngay, nghị quyết của các chú phá sản ngay lập tức. Ta không hiểu thế nào cả. Ta chỉ nghĩ rằng bác đã toàn tâm toàn ý với dân rồi thì đừng có đặt ra điều đó nữa. Thì đấy là đúng rồi. Nhưng mà sâu xa là chỗ này này. Ta rất ít để ý xung quanh, mà bác thì quan sát rất nhanh và tinh tế. Bác phát hiện ngay ra mâu thuẫn mà ta không biết. Bác bảo các chú chủ quan lắm. Trong hội trường này chỉ có các chú và bác thôi, tức là toàn đàn ông với nhau cả, thì bác lấy ai đây? Ta mới sực nhớ đến một cái thực tế như thế các đồng chí. Bác bảo các chú chủ quan lắm. Bác còn nói thêm là nếu là nghị quyết của các cô thì bác xin chấp hành ngay, còn nghị quyết của các chú thì ăn thua gì. Đấy. Bác là một con người như vậy. Cho nên ta hiểu bác bao nhiêu thì hiểu ngay từ cái phần người ta gọi là nhân bản ấy. Nhân bản, nhân đạo của bác, nhân văn của bác, tức là một con người thấm đẫm tình người là như vậy. Thế bây giờ lại có một cái chuyện rất cảm động như thế này. Ai lại vợ chồng Tổng thống Sukarno dày công nhiều năm cứ giục bác lấy vợ. Bác sang Indonesia, họ trao tặng bác bằng tiến sĩ danh dự. Và bác có một bài phát biểu nổi tiếng trước giới trí thức Indonesia. Cái câu bác nói này ứng vào chúng ta thấm thía lắm đấy các đồng chí này. Bác nói là cuộc sống là trường học vĩ đại của tôi. Thực tiễn là người thầy dạy vĩ đại nhất của tôi. Bác tự học cảm ạ. Những gì mà tôi thâu lượm được thành tri thức ở đời này đều do thực tiễn và cuộc sống mách bảo. Và đấy là ngọn nguồn tri thức đáng tin cậy nhất. Các đồng chí lưu ý cái nhận xét này của bác đã đi vào kinh điển đấy các đồng chí đấy. Tức là cuộc sống là nguồn gốc của mọi tri thức. Tri thức từ cuộc đời mới là tri thức đáng tin cậy. Và chúng ta, những người hoạt động trong công tác tư tưởng chính trị của Đảng đấy, gắn với thực tiễn, gắn với cuộc sống, thì học bác ở cái phương châm ấy. Lý luận gắn liền với thực tiễn, học đi đôi với hành. Tiêu hóa, nhuần nhuyễn hết thành tri thức của riêng mình, thành phương pháp. Đấy, là như vậy. Thế là kết nghĩa anh em.
Tổng thống tôn vinh bác là anh vì bác nhiều tuổi hơn. Ông ấy tự nguyện làm em và phu nhân của ông ấy là em dâu của bác. Ta cứ tưởng là cái chuyện cử chỉ ngoại giao thôi, nhưng mà không phải đâu. Hết sức chân tình. Bác chu đáo vô cùng, năm nào cũng có quà, có thư cho hai vợ chồng người em của mình. Thế cái năm 1963 đấy, thì đồng chí Nguyễn Vũ Luân được cử làm trưởng đoàn thể thao Việt Nam sang Indonesia để tham dự Thế vận hội do nước của ta chủ trì đăng cai. Bác bảo là chú đóng thêm vai sứ giả cho bác. Chú mang thư, mang quà của bác cho vợ chồng Tổng thống. Vợ chồng Tổng thống xúc động lắm, cho chúng ta một cái đặc ân, tức là biệt đãi đấy, cho ở ngay trong dinh thự Tổng thống. Và trực tiếp đưa đi thăm triển lãm, thăm hội họa, thăm cái phòng tranh và phòng đồ gốm cổ của gia đình ông ấy. Chỉ tiếc là vị trưởng đoàn nhà mình là chuyên gia rất giỏi về bóng đá, nhưng mà chẳng hiểu gì về văn hóa cả. Chứ vào cứ lóa cả mắt các đồng chí. Mà lại rất là thật thà, đơn giản. Người ta tặng cái gì cũng từ chối không lấy các đồng chí. Bảo thú thật với Tổng thống, tôi cũng không am hiểu văn hóa. Xin Tổng thống một bức tranh và một chữ ký kỷ niệm là quý rồi. Ông ấy làm ngay. Ông ấy vẫn cứ băn khoăn là không có quà gì cho xứng đáng để tặng bác. Ông ấy dẫn vào cái phòng đồ gốm cổ. Ông ấy chỉ cái bình gốm to nhất màu hồng, hình củ tỏi, làm từ thời Khang Hy Trung Quốc. Ông bảo ngài thích thứ gì, ngài cứ lấy, tôi biếu ngài làm kỷ niệm. Thấy mà nhà mình cứ lưỡng lự, ông chỉ vào cái đồ gốm cổ đẹp nhất. Ông bảo ngài có thích bình gốm cổ này không, tôi xin biếu ngài. Thế là ông Nguyễn Vũ Luân từ chối ngay, bảo xin lỗi Tổng thống, tôi cũng không am hiểu về đồ gốm, thế là không nhận. Ông ấy hỏi ngay sang chuyện Bác Hồ, thế anh tôi đã có vợ chưa? Ta trả lời là đến giờ phút này Bác Hồ chưa có gia đình riêng. Ông ấy buồn lắm. Ông ấy nói như người nhà nhỉ. Tôi nói thật với các chú này, nếu các chú không lo được vợ cho anh tôi thì để vợ chồng chúng tôi lo vậy. Thế cơ mà, có ai mà thân tình đến như vậy? Phải như thế nào người ta mới yêu quý như thế chứ? Ta học bác cả cái nghệ thuật cảm hóa con người. Thế và vợ của Tổng thống phu nhân ấy, lại nói là tôi sẽ đích thân tìm một cô gái trẻ đẹp và dịu hiền để giới thiệu với bác có được không? Vị trưởng đoàn nhà mình cứ bối rối từ chối không chị? Bảo xin cảm ơn để về báo cáo lại với bác chứ tôi không dám. Thế mà. Thế còn hôm trước khi về nước, ông ấy lại dẫn đến một cái nơi mà có tác phẩm điêu khắc nghệ thuật rất là kỳ công ông ấy tặng đấy. Nhưng mà khi bưng ra thì vị trưởng đoàn nhà mình bằng tư duy thể thao chỉ thấy nó là cái khúc gỗ thôi các ông chị, không thấy đâu là nghệ thuật cả, cứ thấy dây dợ nó lằng nhằng ở phía dưới như thế này, kỳ công lắm đấy, nhưng không am hiểu nghệ thuật thì cũng không biết được. Trong khi đó nhé, thì ông trưởng đoàn Maroc nhìn thấy ngay đây là một tác phẩm vô giá, mà Maroc chỉ được thưởng mỗi cái mâm đồng, cho nó vác cái mâm đồng nó gạ đổi các ông chị, gạ đổi, bảo là ngài tôi đổi cho ngài cái mâm đồng mang về cho nó tiện. Chứ ngài ở xa mang về nó cồng cành lắm, mà nó nắng nôi nó nứt hết đấy. Vị trưởng đoàn nhà mình nghe bùi tai quá, đổi luôn các ông chị. Về kể hết cho bác nhé, bác phê bình. Bác bảo chú từ chối cái lọ gốm cổ thì chú dốt thật. Đấy là đồ quý giá nhất đấy chú ạ. À. Mà đẹp lắm, từ thời Khang Hy cơ mà. Hồi bác sang bác trông thấy rồi. Bác nói như vậy. Chú lại không mang cái tác phẩm điêu khắc bằng gỗ về mà chú bảo là khúc gỗ đấy, thì chú dốt thật mất rồi. Đấy mà. Chú phải học thêm văn hóa vào, chứ bóng đá bóng rổ không đủ đâu. Câu này bây giờ với chúng ta cũng lại rất có ý nghĩa. Tức là mỗi người có một nghề chuyên môn, giỏi chuyên môn là quý, nhưng mà chỉ chuyên môn không đủ đâu. Phải có một phong văn hóa rộng rãi về kiến thức thì mới hiểu thấu được cuộc đời và con người, và mới đến được với nhân dân. Vì nhân dân là cả một kho tàng vốn sống và kinh nghiệm. Hiểu cuộc đời, hiểu con người chính là từ văn hóa. Cho nên sắp tới đây Trung ương sẽ ra nghị quyết mới về văn hóa, các đồng chí tìm đọc ngay. Một vấn đề cực kỳ hệ trọng đấy các đồng chí, nhất là trong thời kỳ ngày nay, khi đạo đức đang suy thoái, thì tất cả là vấn đề văn hóa. Phát triển kinh tế mà đánh rơi mất văn hóa, sao lãng văn hóa đấy, thì phải trả giá đau đớn đến như thế đấy. Bác nói về văn hóa vô cùng sâu sắc và tinh tế. Thế rồi bác rất khen. Bác không chỉ chê, mà bác còn khen. Vì bác rất con người, không muốn ai tủi thân cả, còn phải động viên người ta nữa. Bác bảo là chú không biết là
cái mâm đồng chú mang về cho bác ấy, nó đơn giản lắm. Chỉ cần một cái khuôn thôi thì ngay lập tức dập ra được hàng vạn cái mâm đồng. Còn đây là có 102, nghệ thuật kết tinh mồ hôi nước mắt của nghệ sĩ mà chú cứ bảo là khúc gỗ đấy, tức là chú chưa cảm thấy được. Chứ chú học thêm đi, ông này tiếp thu lời bác, nhưng mà cũng có vẻ băn khoăn, hơi buồn. Và bác biết ngay, bác khen. Bác bảo, bác phê bình chú, nhưng mà bác cũng khen chú, bác hài lòng với chú, bởi vì chú từ chối không mang cái đồ gốm về, không mang tác phẩm điêu khắc về, tức là chú không tham. Không tham, ông này sướng quá, mắt long lanh cả không chị, được bác khen mà, gật đầu lia lịa cả chị. Nhưng mà ông ấy nghĩ bụng thế này này, thật ra mình cũng có hiểu gì đâu mà tham các ông chị, phải hiểu được giá trị của nó cái, đúng không ạ? Đấy, những cái chuyện cuộc đời này để càng cảm động các ông chị. Bác hỏi tiếp trong chuyện sau, thế còn việc vợ chồng tổng thống cứ giục bác lấy vợ thì chú trả lời người ta thế nào? Ông này cũng rất là thật thà mà, cháu có trả lời gì đâu bác. Trả lời là quyền của bác, cháu chỉ cảm ơn và hứa là về báo cáo ngay với bác thôi. Bây giờ cháu báo cáo với bác rồi, bác trả lời người ta đi. Thế bác cười, bác bảo, thế bây giờ bác tham khảo chú vậy, bác hỏi riêng ý chú thế nào? Ý chú thế nào về việc lấy bác lấy vợ đấy? Ông này, ông Nguyễn Vũ Luân ông trả lời thế này này. Thưa bác, cháu nghĩ là nhà bác neo người quá. Câu này rất cảm động các đồng chí, thật thà đúng không? Bác có một thân một mình mà bảo bác nhà bác neo người quá. Bác có gì đâu? Không nhà cửa, không vợ con, không gia đình, không tài sản. Dâng hiến hết cho dân, cho nước và nhân loại mà lại bảo bác nhà bác neo người quá. Bác cũng nên lấy vợ đi. Và vợ chồng tổng thống có lòng tốt như vậy, cháu thấy quý quá, cháu cũng đồng ý. Bác hỏi riêng mà, thì cháu cũng đồng ý. Bác cười, bác bảo, thế hóa ra chú khuyên bác lấy vợ người nước ngoài. Ta mới lại càng thấy bác cân nhắc kỹ lưỡng như thế nào. Và bây giờ tôi xin đọc nguyên văn câu bác trả lời, để chúng ta thấy thương bác biết bao nhiêu. Bác bảo, bác một là bác nhiều tuổi rồi, năm 63, tức là bác 73 tuổi. Bác nói như vậy là một phương diện thôi nhé. Chứ còn trước khi mất một năm 78 tuổi, bác vẫn làm thơ. Bác vẫn bảo 78 tuổi chưa già lắm cơ mà. Nhưng bây giờ bác bảo bác nhiều tuổi rồi. Bác không có lòng dạ nào hưởng niềm vui riêng khi miền Nam còn đang đầu rơi máu chảy. Khi mà chiến tranh ác liệt như thế, tổ quốc chia thống nhất. Cho nên bác không lấy vợ sẽ có lợi cho cách mạng hơn, sẽ có lợi cho phong trào cách mạng hơn. Thì đấy ta mới càng thấy biết bác đặt dân tộc lên trên hết, tổ quốc lên trên hết, nhân dân là trên hết, hy sinh tất cả. Và xin các đồng chí liên tưởng đến cái câu nói cuối cùng của bác khi trả lời báo chí nước ngoài. Một nhà báo nữ cộng sản Cuba bay nửa vòng trái đất đến Hà Nội chỉ để hỏi bác một câu thôi. Vào lúc cuối đời đấy, thưa bác, trong đời bác đâu là điều thiêng liêng nhất? Bác đặt tay lên ngực nơi có trái tim, bác bảo tôi tự nguyện dâng hiến đời tôi cho nhân dân tôi, cho dân tộc tôi và cho cả nhân loại nữa. Thì bác làm đúng như thế. Và riêng với miền Nam luôn luôn ở trong trái tim tôi. Bác không lấy vợ sẽ có lợi cho cách mạng hơn, cho phong trào cách mạng hơn, hy sinh hết. Đấy. Dù bác cũng rất đau khổ trong cảnh sống đơn cô đơn, tuổi già sức yếu một thân một mình trong cái ngôi nhà sàn những năm cuối đời đó. Bác là một con người cơ mà. Cho nên bác mới khuyên thanh niên chúng ta là các cháu học bác điều gì thì tùy các cháu. Nhưng theo bác có hai điều các cháu đừng học. Một là bác hút thuốc lá. Đây là một thói quen từ hồi còn trẻ, các cháu không nên, phải bỏ đi, hại sức khỏe. Bác coi đó là khuyết điểm đấy nhé. Điểm thứ hai, bác không lấy vợ. Nó trái lẽ tự nhiên lắm. Các cháu không thế được, đừng học bác hai cái điều này. Bác nói đến như thế cơ mà. Bác còn dặn thức là ở đời nhân vô thập toàn, ai cũng có khuyết điểm. Ngay cả bác cũng có khuyết điểm. Càng làm lãnh đạo càng dễ mắc khuyết điểm. Câu này với chúng ta cũng rất thiết thực đây này. Không sợ khuyết điểm, chỉ vấn đề là có chữ hay không thôi. Bác dặn là chỉ có hai người không có khuyết điểm, hoặc không còn khuyết điểm nữa. Một là còn nằm trong bụng mẹ chưa ra đời, chứ
chứ đã lọt lòng mẹ, đã khóc ấy, là có khuyết điểm rồi đấy các ông chí nhé. Còn thứ hai là đã nằm trong áo quan thì hết khuyết điểm, chứ còn sống còn làm việc thì khuyết điểm là chuyện bình thường. Điều quan trọng là có nhận ra không và có sửa không. Mà sửa được nó đấy thì thực hiện được ba cái điều này: nêu cao trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm. Bác là như vậy. Và đặc biệt nữa là trong cuộc đời của bác đấy, chúng ta lưu ý cái chi tiết này là tại sao mà bác lại trả lời một linh mục, một nhà truyền giáo chuyên nghiệp, đúng không? Mà một người mà bác rất là kính trọng đấy, đã từng thời kỳ bác cử vào đến chức là phó chủ tịch quốc hội cơ mà, phó trưởng ban thường trực quốc hội đấy. Bác dặn cái ông đó là bây giờ khuya rồi, họp chính phủ mà, để cha về sẽ rất nguy hiểm, xin cha nghỉ lại ở đây đêm nay, sáng mai có người đưa cha về sớm. Vị linh mục xúc động tưởng chừng không đứng nổi, trằn trọc suốt đêm không ngủ vì thấy bác vẫn làm việc, mà cảm động vô cùng. Bác là một chủ tịch nước mà bác đối xử ân cần như vậy, bác tôn trọng giáo dân như vậy, nói bằng ngôn ngữ của giáo dân với Chúa đấy. Cũng như hồi ở Bắc Bó Cao Bằng đấy, bác đặt núi Các Mác, suối Lenin chưa đủ, bác còn đích thân vẽ tượng Phật trên vách núi cho dân thờ. Cho nên bác có cái tâm của nhà Phật, có cái đức của nhà Chúa là thế. Dù bác là một người cộng sản rất hiện đại. Thế là vị linh mục đó mới hét lên là linh mục Phạm Bá Trực, là ngài quả thật là một vị thánh. Bác Hồ dừng tay làm việc, ân cần trả lời vị linh mục đó: không, cả tôi và ngài không ai là thánh thần cả. Chúng tôi làm cách mạng để lo độc lập tự do, lo cơm ăn áo mặc cho đồng bào. Còn ngài và các ngài thì chăm sóc phần hồn cho các con chiên. Phần xác có no đủ thì phần hồn mới thong dong được. Vì sự cao quý đó mà chúng ta phải hy sinh, chứ không phải đạo đức gì đâu, hy sinh thôi. Ta xem cái phần nhân bản của Hồ Chí Minh là như vậy, để ta mới cảm thấy rằng là bác có một sức thuyết phục mãnh liệt trong lòng dân đến như thế nào, từ tư duy, đạo đức đến hành vi, lối sống của mình. Các đồng chí có nhớ một cái sự kiện này, bác là người có bản lĩnh là dùng những người tài giỏi, không câu nệ đảng hay ngoài đảng, không câu nệ. Chính phủ thời bác một phần lớn ngoài đảng cả đấy, các bộ trưởng. Cho nên họp chính phủ đầu tiên, bác có xưng hô là thưa các đồng chí bộ trưởng đó. Bác xưng hô là thưa các ngài bộ trưởng, thưa các vị bộ trưởng. Thế cơ mà, vì phần lớn là nhân sĩ. Mà bác có khả năng quy tụ tất cả tài giỏi xung quanh mình, thành một chính phủ của dân và vì dân. Trong đó bác sử dụng cả đến các vị quan lại thượng thư cao cấp của triều đình cũ. Cụ Bùi Bằng Đoàn là một ví dụ. Mà đi kháng chiến với bác, với chính phủ, mà rồi cụ ốm nặng ở nửa giữa núi rừng Việt Bắc, bác đến thăm, các bác sĩ đến thăm, bác cầm tay bắt mạch cho cụ mà bác rất buồn, bệnh nặng. Bác bảo bác sĩ chúng ta là bí mật đưa cụ về vùng tự do gần Hà Nội, không ở núi rừng Việt Bắc nữa, để chăm sóc thuốc men cho cụ chu đáo, ở đây không có điều kiện. Thế mà hôm tiễn cụ trở về xuôi để chữa bệnh, cụ khóc. Cụ nói với bác là cầm tay bác mà khóc, mà nói là xin cụ cho tôi được từ chức. Vì tôi đi dưỡng bệnh dài ngày thế này biết ra sao, rồi lỡ việc của chính phủ, của quốc hội. Bác khóc, bác cầm tay cụ, bác nói là xin cụ yên tâm. Cụ cứ bình tâm mà dưỡng bệnh, anh em trên này sẽ thường xuyên về thăm cụ và xin ý kiến chỉ giáo của cụ. Bác khiêm tốn như vậy, bác đề cao nhân tài trí thức như vậy. Bác nói một câu này ta xem có cảm động không. Bác bảo thưa cụ, cụ là một bậc hán học uyên thâm, chắc cụ nhớ câu này là nhất tơ phù cửu đỉnh. Nhất là một nhé, tơ là cái sợi chỉ mỏng manh, phù là hỗ trợ, phù trợ, cửu là chín, đỉnh là cái đỉnh đồng. Chín cái đỉnh đồng thì nặng đến như thế nào mà một sợi tơ có thể giúp được. Nhất tơ phù kiều đình. Cụ Bùi Bằng Đoàn khóc, cảm động quá, cảm động vì sự sâu sắc của bác mà vì sự chân tình của bác.
Ý tức là sự nghiệp cách mạng của dân, của nước nặng nề như chín cái đỉnh đồng này. Mà tài trí của mỗi người nó như một sợi tơ, mà sợi tơ của cụ là vô cùng quý giá. Cụ vẫn có thể chỉ dẫn cho cách mạng cho chúng tôi được, cho nên cụ cứ yên tâm. Bác ứng dụng, sử dụng, dùng người như thế đấy các đồng chí. Cho nên là cái nghệ thuật dùng người của bác ấy vào lúc này với đảng ta là cực kỳ cần thiết. Nhất là khi chúng ta đang chuẩn bị nhân sự cho lãnh đạo cấp cao, cấp chiến lược ở khóa 12. Đấy. Nhất là người đứng đầu đảng trong khóa 12 tới này là ai đấy các đồng chí? Thì hãy học bác ở việc sử dụng con người đức và tài bằng cả lòng thành, bằng cả sự chân tình. Thế cho nên chúng ta mới hiểu được cái điều mà bác ngẫm nghĩ xưa nay là vì dân, vì nước là cao quý nhất, phục vụ nhân dân là phục tùng một chân lý cao nhất, làm đầy tớ công bộc cho dân là một lẽ sống cao thượng nhất. Có một lần bác ngồi nghe đồng chí Lê Duẩn giảng bài, Tổng Bí Thư đấy, trình bày các vấn đề lý luận cho cán bộ cao cấp nghe. Đồng chí Tổng Bí Thư Lê Duẩn nói về đại đoàn kết, vấn đề mà bác rất tâm đắc. Đồng chí Lê Duẩn dẫn ra một cái câu là thuận vợ thuận chồng bể đông tát cạn, thuận bè thuận bạn tát cạn biển đông. Bác cười, bác đứng lên bác bảo bác có mỗi một mình bác thôi thì bác thuận với ai đây? Ta xem các đồng chí có thấy thương bác không? Thuận vợ thuận chồng mà bác có mỗi một mình bác thôi, bác thuận với ai đây? Và bác tự trả lời, bác bảo bác sẽ làm việc bằng hai các chú ạ. Một người bằng hai người là thế đấy. Tất cả cho dân cho nước, hy sinh đi. Và chúng ta cũng lưu ý một cái sự kiện này nữa này. Tại sao mà lúc bác ra đi, giây phút cuối cùng, áo bác mặc là một chiếc áo cộc tay vải thô, dệt thủ công, mà đằng sau lưng còn thấm máu. Lúc thay áo cho bác ta biết, trên ngực áo không một tấm huân chương. Chúng ta có thể có rất nhiều huân chương, huy chương, bác không có một tấm huân chương nào cả. Bác từ chối hết. Huân chương Lenin, Liên Xô tặng bác bảo đây là phần thưởng của cả dân tộc Việt Nam, không phải của riêng tôi. Bác đề nghị hoãn lại, đợi cách mạng miền Nam thắng lợi, bác sẽ đi thăm để cảm ơn và thay mặt nhân dân nhận cái phần thưởng cao quý đó. Quốc hội tôn vinh bác, tặng bác thương chuông sao vàng là cao quý nhất. Bác từ chối. Bác bảo là bác cảm ơn tấm lòng của quốc hội. Mà quốc hội tức là đại biểu của dân. Bác tự nhận thấy mình chưa xứng đáng. Vĩ đại như bác mà bác đánh giá là chưa xứng đáng. Bác bảo tấm huân chương cao quý này chỉ nên tặng cho một người thôi. Đó là bác Tôn. Bác Tôn Đức Thắng kính yêu của chúng ta, người mà sau này thay bác làm chủ tịch nước. Bây giờ bác Tôn cũng trở về với bác rồi. Bác Tôn là đại diện cho miền Nam, hình ảnh của miền Nam sóng gió đi trước về sau. Bác giải thích là còn với bác, hoãn lại chưa muộn. Một là vì bác chưa xứng đáng. Bác giải thích là bác chưa xứng đáng vì bác chưa làm tròn trách nhiệm với đồng bào miền Nam. Khi đoàn miền Nam ra tặng bác những cái quà rất cảm động, từ cái mầm dừa Bến Tre, đến cái lược chải tóc làm bằng vỏ bom bi, đến cái gạt tàn thuốc lá làm bằng vỏ máy bay, bác khóc. Bác bảo đồng bào miền Nam thương yêu bác như thế, mà bác lại chưa làm tròn trách nhiệm với miền Nam. Và bác không nhận. Bác bảo hoãn lại chưa muộn, đợi khi giải phóng miền Nam, đồng bào miền Nam thay mặt cả nước gắn huân chương cho bác cũng chưa muộn. Thế không? Bác nói một câu này ta mới cảm thấy bác sâu sắc. Bác bảo bác mới đi đến nơi thôi mà bác chưa về đến chốn. Ta vẫn nói là đi đến nơi, về đến chốn mà. Bác tự nhận là mới đi đến nơi mà chưa về đến chốn. Đi đến nơi tức là thấy được chân lý, thấy được cách mạng, làm nên cơ đồ sự nghiệp, lập đảng, lập nước để vì dân. Nhưng chưa về đến chốn, tức là miền Nam đây, chưa thống nhất, chưa được giải phóng. Miền Nam luôn ở trong trái tim bác. Và miền Nam còn là Huế, nơi mẹ bác mất. Bà Hoàng Thị Loan được có 33 tuổi đầu, mà lúc đó bác có 10 tuổi thơ bé. Em nhỏ bác có 4 tháng. Mẹ Loan của bác mất
lại trong ngày năm hết Tết đến 22 tháng Chạp. Ngày ông Công ông Táo 23 Tết ấy, là ngày 10 tuổi đầu thơ bé, bác đội khăn tang đưa mẹ ra nghĩa địa, mà đi qua dòng sông Hương chôn ở ngoại ô, ở cái chỗ cung đại nội. Thì sau này anh cả khiêm của bác mới đưa hài cốt về quê. Miền Nam còn có Dục Thanh Phan Thiết là nơi bác đã dạy học trước khi đi nước ngoài. Miền Nam còn có bến cảng Nhà Rồng, nơi mà chính Lê Thị Huệ tiễn bác đi. Và miền Nam còn có Cao Lãnh Đồng Tháp, nơi mà để phần mộ cha mình cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, chưa một lần bác tới. Miền Nam là tất cả những điều chung riêng vẹn toàn của bác như vậy. Đó, bảo bác đi đến nơi mà chưa về đến chốn là như vậy. Cho nên ta mới hiểu cái cử chỉ này của bác này. Vào giây phút sắp vĩnh biệt chúng ta, bác bảo cho bác một ngụm nước dừa. Nước dừa là biểu tượng của miền Nam. Bác có uống được, có khát đâu. Nhưng mà bác bảo nhớ miền Nam là thế. Ta không hiểu được hết điều này, nên ta không chuẩn bị trước. Mang nước dừa vào muộn quá. Lúc mang được nước dừa vào thì bác đi mất rồi. Là như vậy. Thì ngực áo bác không một tấm huân chương. Bác từ chối hết. Đấy là đức hy sinh của bác đấy. Và đấy là tất cả cái sự cao quý của bác. Ở đây, nó có liên quan đến cái câu chuyện này các anh chị. Bài báo cuối cùng của đời bác về cái chủ đề này, này, chống chủ nghĩa cá nhân. Bác viết vào năm đảng ta 39 tuổi. Bác chỉ đạo viết một cái bài báo, bác đặt sẵn đầu đề là nâng cao, kiên quyết quét sạch chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng. Đến lúc mà chúng ta chữa lại và đăng lên ấy, thì nó ngược lại là nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân. Mà bài báo này là tác phẩm cuối cùng của bác. Bác chỉ đạo viết. Mà nó có ý nghĩa lắm. Bởi vì thông thường bác trực tiếp viết. Lần này bác không viết. Bác chỉ đạo thôi. Bác cho mời đồng chí trưởng ban tuyên huấn Trung ương và chánh văn phòng Trung ương đến, hai người rất quan trọng trong bộ máy của đảng này. Bác giao nhiệm vụ. Bác bảo các chú chuẩn bị cho bác một bài viết đăng báo Nhân dân, đăng đúng ngày mùng 3 tháng 2 sinh nhật đảng, làm tài liệu học tập cho toàn đảng. Cái tài liệu này chúng ta đã học những năm trước đây. Bác dặn là đầu đề là quét sạch chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng. Bác yêu cầu là các chú viết tối đa 1.000 từ. Phong cách của bác là rất ngắn càng tốt. Cuối cùng được bác duyệt và đăng lên còn có 700 từ thôi. Bác dặn là phải thể hiện được cả cái chủ đề đó, xây và chống, chống và xây. Quét sạch chủ nghĩa cá nhân để nâng cao đạo đức cách mạng. Tài liệu cực kỳ quan trọng trong số tác phẩm cuối cùng của bác. Mà chúng ta có cả bộ máy, có cả chuyên gia để thực hiện ý bác. Bác bảo bác cho các chú 7 ngày để chuẩn bị, một tuần lễ để viết có 1.000 từ. Đề bài bác đặt sẵn, đề cương bác sạch vạch sẵn rồi, chỉ cần thể hiện thôi. Mà ta lại có bao nhiêu cả lực lượng bộ máy như vậy. Và chúng ta về thực hiện đúng lời bác, đúng thời hạn đến nộp bài cho bác. Bác xem qua bác trả lại ngay, bác không chữa một chút nào. Bác bảo nhân ra làm nhiều bản, gửi cho từng ủy viên Bộ Chính trị đọc và sửa chữa, chữa ngay vào đó. Rồi các chú tổng hợp lại cho bác thành một bản sạch, bác chữa lần cuối cùng trước khi đăng. Cách làm việc, cách chỉ đạo của bác như vậy. Bác cho thêm các chú 3 ngày nữa. Thế là 10 ngày để chuẩn bị một tài liệu ngắn gọn như vậy. Ta về thực hiện đúng lời bác và đúng hẹn đến nộp bài cho bác. Bác bảo các chú thế là đã tạm xong việc. Bây giờ đến lượt bác. Bác xin các chú 1 ngày để chữa. Ngày mai các chú đến bác trả lại để đăng báo cho nó kịp. Đấy, cách làm bác như vậy. Ta có ngờ thế nào không? Một ngày sau đến gặp bác mà chánh văn phòng Trung ương, trưởng ban tuyên huấn Trung ương, trong Trung ương, trong Bộ Chính trị cả, trong ban bí thư cả. Lúc bác trả lại bài còn mỗi cái đầu đề đấy, tâm điểm. Còn thì chi chít mực đỏ trong từng dòng một. Di chúc của bác mà bác cũng chữa cơ mà các đồng chí. Di chúc của bác chữa nhiều nhất là năm 68 đấy các đồng chí. Những dòng mực đỏ bác chữa đấy. Bác chữa từng câu, từng từ, từng dấu chấm, dấu phẩy một. Bây giờ bác trả lại chúng ta tài liệu mà ta huy động cả bộ máy, cả lực lượng chuyên gia làm như vậy. Mà lại có cả Trung ương góp ý kiến như vậy. Chữa không sót một dòng nào, toàn mỗi cái đầu đề. Mà đầu đề lại do bác đặt.
Thế là chúng ta cũng ái ngại lắm. Thương bác tuổi cao sức yếu rồi, 79 tuổi rồi. Bảo thưa bác chữa hết cả thế này rồi thì còn gì nữa à? Bác cười, bác bảo bác chữa nhiều thật. Bác chữa nhiều thật, bác công nhận. Nhưng bác cố giữ ý của các chú đấy. Ý là cái đầu đề các đồng chí. Mà đầu đề là bác đặt, nhưng mà vì các chú cũng tán thành với bác, cho nó trở thành của các chú. Ý là như vậy. Không thấy bác nặng lời, bác vẫn vui vẻ, hồn hậu, cho nên mừng lắm. Hai vị nhà mình mới tranh thủ hội ý riêng với nhau, gọi là hội ý nhanh đấy các đồng chí, để xin bác đổi tên đầu bài báo. Bác rất ngạc nhiên, bác bảo sao các chú lại nghĩ vậy. Bảo thưa bác, trong đảng ta đa số là tốt, còn cái số hư hỏng này ít thôi, cho nên xin bác đề cái xây dựng đạo đức cách mạng lên trên cùng để chống chủ nghĩa cá nhân. Đấy. Bác ngẫm nghĩ một lúc, bác mới quay sang hỏi đồng chí thứ hai, thì ý chú thế nào? Thì đã bàn với nhau rồi mà, thưa bác cháu cũng tán thành như vậy. Bác bảo, ý của các chú cũng có lý, cũng có lý thế nhỉ. Bác nói thêm là, ở đây các chú có hai người, bác thì chỉ có một mình bác thôi. Các chú là đa số, bác là thiểu số chứ gì. Nguyên tắc của chúng ta là vậy mà. Bác bảo, nhưng không phải vì vậy mà bác đồng ý đổi đâu. Bác đồng ý đổi đầu đề như các chú đề xuất vì các chú cũng có lý. Thế là mừng lắm. Xin phép bác để về tòa soạn báo Nhân dân đăng cho nó kịp. Cái báo Nhân dân này là cơ quan tư tưởng của đảng, quan trọng lắm đấy các đồng chí nhé. Nhưng mà cũng có lỗi với bác lắm đấy. Ai để đăng hàng nghìn bài của bác, trả giả cho bác xu nào. Cứ nghĩ bác là thần thánh rồi, nhưng bác lại không trả tiền. Bác đợi mãi cũng chả có tiền, có báo biếu, bác hỏi. Bác gọi điện bác hỏi. Bác bảo cho bác gặp chú tổng biên tập. Tổng biên tập báo Nhân dân là hàm bộ trưởng, là ủy viên trung ương, là ít nhất, có khi là bộ chính trị. Bác bảo ngoài ngay là, thế chú quên bác rồi à? Bác viết cho các chú nhiều thế mà chẳng giả cho bác xu nào là thế nào? Bác đòi tiền hồn nhiên thế đấy các đồng chí. Ta thì ấp a ấp úng đúng không? Trí thức cả mà. Mắc cái bệnh gọi là bệnh sĩ diện. Chứ bác nói thẳng hết. Đấy là cái việc chính đáng có gì đâu các đồng chí. Bác viết cho các chú nhiều thế mà chẳng giả cho bác xu nào là thế nào? Ta mới vội vàng xin lỗi bác. Thưa bác, chúng cháu có lỗi quá, bác tha lỗi cho. Rồi thanh minh. Nhưng bác cũng phải hiểu cho lòng chúng cháu. Ngày nào anh em chúng cháu cũng bảo nhau, bác Hồ của chúng mình vĩ đại lắm, bác không biết tiêu tiền là thế nào đâu. Thế là ta biến bác thành ông thánh rồi, chứ có để cho bác là con người như chúng ta đâu. Khổ thế. Bác cười, bác bảo là bác có vĩ đại gì đâu mà chú cứ nói vậy. Bác bình thường như chú, như mọi người thôi. Thôi giả tiền cho bác đi. Bác đòi tiền. Ta học bác chỗ này các đồng chí nhé. Học bác ngay cái chỗ này này. Đấy không phải chuyện tiền nong mấy đồng bạc, mà đấy là một bài học về đạo đức. Bác dạy chúng ta cách ứng xử đạo đức. Quan trọng là thế chứ. Bởi vì bác nói thế này, bác bảo thôi, các chú đã có lời xin lỗi bác thì bác cũng cho qua. Bác rất bao dung. Nhưng bác dặn các chú một câu, với dân các chú không được thế. Cái chữ dân ấy, trách nhiệm với dân ấy, là trách nhiệm cao nhất và thiêng liêng nhất. Chuyên bác mới viết là làm cho dân có ăn, làm cho dân có mặc, làm cho dân có chỗ ở, được học hành là như vậy mà. Tất cả chỉ vì dân. Học bác ở cái mục đích đó, chứ không phải tiền nong. Tiền nong là cái cớ để bác đòi thôi, bác dạy chúng ta thôi. Ta trở lại cái chuyện bài báo. Hai đồng chí sướng, vui sướng lắm, xin phép bác để về báo, đăng báo. Bác có cho về đâu. Bác bảo khoan đã, để bác hỏi các chú một câu đã rồi hãy về. Câu của bác hỏi thế này này. Giả sử các chú dành dụm được tiền, tiền lương ấy, không phải tiền chùa đâu, tiền lương cơ, mà mua sắm được một bộ bàn ghế, giường tủ mới, thì liệu các chú có kê ngay vào nhà không? Hay phải quét sạch rác rưởi trong nhà đi đã? Thế là ý tứ lắm đấy các đồng chí nhé. Thế là bác tôn trọng chúng ta đồng ý đổi đầu đề, nhưng bác vẫn băn khoăn việc bảo lưu ý kiến riêng của bác. Quét sạch rác rưởi trong nhà đi đã, chuyên bác mới đề là quét sạch chủ nghĩa cá nhân mà. Hai vị nhà mình chưa kịp trả lời, còn đang đắn đo suy nghĩ, bác lại bảo thôi, bác hỏi vậy thôi, chứ bác cũng không đợi các chú trả lời đâu. Các chú về tòa soạn đăng cho nó kịp. Bác nhờ các chú một điều, các chú dặn tổng biên tập cho bác một câu,
đầu đề bài báo như các chú đề xuất cũng được. Cho nên bây giờ nó mới trở lại cái đầu đề này, chứ gốc của nó là ngược lại. Nhưng trong ruột bài báo, trong ruột là nội dung bài báo, nhất định phải giữ cho bác một câu và in đậm là quét sạch chủ nghĩa cá nhân để nâng cao đạo đức cách mạng. Ta học bác chỗ này, học về chấp hành nguyên tắc, học về tôn trọng đồng chí, học về việc bảo lưu ý kiến cá nhân, tôn trọng cá nhân của mình. Bác là như vậy. Thì sâu sắc vô cùng từ cái sự kiện tác phẩm cuối cùng trong đời bác này. Có một lần mà không hiểu vì sao bác lại hỏi ông Vũ Kỳ. Ông Vũ Kỳ rất ngạc nhiên, không hiểu vì sao bác hỏi như vậy. Bác hỏi cái gì các đồng chí? Bác bảo chú Kỳ, chú ở với bác lâu như thế, chú thấy bác thế nào? Ở suốt từ bên Tân Trào đến tận khi biết không? Ông Vũ Kỳ nghĩ là hay là mình có gì sơ suất với bác không? Bác gợi ý cho chúng ta phê bình. Bác bảo các chú đừng nể bác mà không nói. Thấy bác điều gì không đúng phải nói. Bác viết không đúng như các chú phải cãi lại bác chứ. Bây giờ ta gọi là phản biện đấy các đồng chí. Bác dùng từ cãi. Tại sao các chú không nói cứ nể bác à? Mà cứ im lặng như vậy, gật gật gù gù, ghi ghi chép chép mà để đấy không làm thì bác buồn lắm. Chỗ này là cũng đúng với chúng ta lắm đấy các đồng chí nhé. Có khi là ta cũng có đồng ý rồi cũng ghi chép đâu vào đấy nhưng mà rồi cũng không có hành động gì. Bác biết hết đấy. Nỗi đau nhân thế của bác là sâu lắm. Đấy. Bác bảo thấy bác có điều gì không đúng phải phê bình bác. Bác cũng như mọi người không phải là hoàn toàn, ở đời nhân vô thập toàn. Bác gợi cho chúng ta cái điều này này. Bác bảo các chú có biết người xưa không? Người xưa tức là các cái bậc hiền triết ấy. Người ta mỗi ngày 3 lần tự kiểm điểm bản thân. Bác dẫn đến cái câu là nhất nhật tam tỉnh ngô thân. Nhất nhật là 1 ngày, tam tỉnh là 3 lần phản tỉnh. Ngô thân là giác ngộ ra chân lý, ngộ ra chính mình. Làm một việc tốt thì bỏ một hạt đỗ trắng hay đỗ đỏ vào một cái lọ. Làm một cái việc gì bất minh mờ ám, bỏ một hạt đỗ đen vào cái lọ khác. Rồi tự xem việc tốt nhiều hay việc xấu nhiều để sửa mình. Người xưa như thế đấy các đồng chí. Cho nên đảng ta tự phê bình và phê bình suốt 2 năm nay theo nghị quyết 4 ấy, mà chưa ăn thua gì đâu. Còn phải làm tiếp tục lâu dài nữa mà làm đúng như phương châm của bác thì mới có hiệu quả. Ông Vũ Kỳ làm sao mà hiểu được điều sâu sắc như thế của bác? Dù ở với bác rất lâu, hiểu bác, cho nên không trả lời bác lại quay ra hỏi bác. Các đồng chí. Mà người rất hồn nhiên hỏi thế này này. Hỏi rất là thành thật, chúng ta có khi cũng hỏi như vậy. Ông Vũ Kỳ hỏi bác là thưa bác, cháu ở với bác bao nhiêu lâu mà sao mãi cháu không học được bác? Ta có khi cũng hỏi như thế. Bác bảo thế chú chưa học bác được điều gì? Bảo thưa bác, không bao giờ bác nặng lời với cháu, không bao giờ bác mắng mỏ anh em, chúng cháu, ngay cả khi chúng cháu có lỗi. Vậy mà sao cháu hay gắt gỏng nóng nảy thế với anh em đồng sự? Biết là xấu là sai mà không sửa được, hay nó là cá tính hả bác? Câu hỏi rất là chân thành nhé. Bác cười. Bác bảo chú ở với bác lâu bao nhiêu thì cũng giống như bác ở với chú lâu bấy nhiêu. Vậy mà có bao giờ bác thấy chú gắt bác đâu? Ông Vũ Kỳ giật mình các đồng chí. Mới ngẫm nghĩ ra là thế này ở đời khó thật. Hóa ra ta không bao giờ gắt cấp trên, không bao giờ nặng lời với thủ trưởng, ta chỉ bắt nạt anh em. Câu chuyện của bác, câu hỏi của bác, nó mới vỡ ra cái tình huống về dân chủ. Cái điều rất thời sự bây giờ trong đảng đấy các đồng chí này. Ta đang thảo luận về quy chế bầu cử trong đảng sắp tới đây để áp dụng cho cái bộ máy trung ương khóa 12 đấy. Một vấn đề lớn lắm đấy các đồng chí. Mà cái lõi của nó là vấn đề dân chủ. Bác bảo là vậy chú phải xem lại mình đi. Xem lại mình đi tức là tự phê bình các đồng chí nhé. Ta có toàn nói ngược cả. Bác nói là tự phê bình và phê bình. Ta cứ nói là phê bình và tự phê bình. Chứ là toàn đi phê người khác cả trước khi phê mình. Thế là ngược với bác ấy. Bác nói là đảng viên và cán bộ. Cán bộ tức là cấp ủy. Ta cũng toàn nói ngược cả. Cứ cán bộ, đảng viên. Bác nói là đồng bào, đồng chí. Ta cứ nói đồng chí, đồng bào các đồng chí. Trong tâm thức của bác,
trong chiều sâu tư duy tư tưởng của bác ấy, dân là tối thượng, có dân thì mới có đảng. Cho nên bác đề cao dân trước, đảng càng vĩ đại thì càng phải nói sau dân, bởi vì đảng trong lòng dân ấy. Đấy, vĩ đại là vì ở trong lòng dân, chứ không phải đứng trên dân và càng không phải xa dân. Bác dạy như vậy. Chú phải xem lại mình đi, xem lại ba điều. Thứ nhất, chú có tôn trọng anh em không? Thứ hai, chú có tin cậy anh em không? Và thứ ba, chú có tình thương thật sự với anh em không? Nếu đủ cả ba điều ấy, việc gì phải nặng lời gắt gỏng với nhau? Hãy xin tất cả các đồng chí là chủ chốt cả, ta ứng xử trong đồng đội, trong tập thể, trong cơ quan và với dân chúng, các đồng chí xem ba điều bác dặn này thấm thía như thế nào. Là như vậy. Và nói phải làm với nhau là như thế. Đặc biệt nữa, lại có một lần mà bác gọi ông Vũ Kỳ, bác hỏi, hỏi về cái chuyện này này. Bác có một thói quen là cứ chiều chiều bác mặc một bộ quần áo nâu, gụ mỏng, bác đi guốc mộc, bác cầm cái túi bỏng ngô từ nhà sàn ra ao cá cho cá ăn. Chứ đâu dép cao su đấy, bác chỉ đi họp, hội nghị, đi nước ngoài đấy. Trong nhà sàn toàn đi guốc mộc cả. Giản dị đến như vậy. Như một ông lão vậy, ông lão nông dân vậy. Thế là bác cho cá ăn, bác vỗ tay gọi cá về như người. Bác tung bỏng ngô cá về ăn. Trong ao cá của bác có một con cá gáy đỏ to và rất đẹp, bác thích lắm. Chả hiểu làm sao mãi nó không về các bạn. Mà trời thì tối, bác buồn lắm. Bác bảo chú Kỳ, mấy ngày bác đi công tác vắng, ở nhà có chú nào câu cá của bác không? Thì có ai câu cá của bác đâu các đồng chí. Trả lời bác là không ạ, nhưng mà sợ lắm. Mình không câu đã đành, nhưng mà các chú chiến sĩ dạy mà câu thì làm thế nào? Thế đi hỏi hết cả cái trung đội cảnh vệ, có chú nào câu cá của bác không? Thì không ai câu cả. Thế yên tâm lắm. Bảo bác là ao của bác nó rộng quá, chắc nó chưa về thôi. Rồi nó sẽ về, bác đừng buồn. Quả nhiên mấy hôm sau, bác mới chỉ vỗ tay thế này thôi này, ra hiệu, con cá gáy đỏ nó đã về ngay trước mặt bác. Bác mừng lắm. Có ngờ đâu từ chuyện con cá, ngay lập tức bác nói sang chuyện con người. Để nâng cao trách nhiệm thì nó phải thường trực như thế đấy các đồng chí. Người mà cứ thường trực suốt đời một cái vấn đề gì đấy thì nó cứ bật ra cái phản ứng nó rất nhanh là thế. Nó như một cái nhu cầu tự thân. Bác bảo bác dặn các chú rồi, bác đi vắng phải cho cá ăn đều, chăm sóc nó như người vậy. Các chú cứ mải mê công việc không cho nó ăn, cho nên nó bỏ đi, nó mới lang bang như thế. Con cá đã vậy, con người cũng vậy thôi, nhất là với thanh niên. Năm nay đảng ta chọn là năm thanh niên. Đồng chí bí thư tỉnh đoàn hôm nay có ở đây không biết. Đúng không? Năm thanh niên. Đúng không? Đấy. Nhất là với thanh niên. Bác dặn là không chăm sóc đầy đủ chu đáo, không giáo dục thường xuyên cũng lang bang như vậy thôi. Đấy. Tức là vì từ con cá mà sang chuyện con người, từ cái cây mà sang chuyện thế hệ. Dìu bác đi dạo vườn xoài buổi chiều tối mà chân bác đã yếu rồi, mắt đã mờ rồi. Bác bảo chú, ông Vũ Kỳ đấy, chú tìm những giống xoài Nam Bộ ươm vào đây cho bác, để nó lớn lên thay thế những cây muỗm già cỗi này mất rồi. Đấy là chuyện cái cây, mà sâu ra là chuyện thế hệ. Đại hội đảng của chúng ta từ sang năm trở đi sẽ diễn ra như một cuộc thay đổi có tính chất thế hệ. Mà đấy là lẽ thường tình của sự phát triển. Nhưng điều quan trọng là chuẩn bị con người cho thật tốt, theo đúng như là những điều bác dặn. Mà trong đó đức là gốc, tài là rất quan trọng. Mà quan trọng nhất ấy, phải dùng thước đo là được lòng dân như thế nào, vì dân ra sao. Lại còn cái chuyện này nữa. Bác có một thói quen là tăng gia. Đây cũng học bác được. Tăng gia không phải chỉ là một thú vui đâu, một nhu cầu văn hóa, mà cũng là một trách nhiệm công dân. Bác là lãnh tụ mà đến đâu cũng tăng gia, trong kháng chiến cũng như trong hòa bình. Bác có một thói quen là tăng trồng rau, trồng cây, trồng hoa. Mà cơ quan của bác thời kháng chiến ấy, thường xuyên di chuyển để giữ gìn bí mật tuyệt đối. 300 lần chuyển cơ quan cơ mà, trong suốt năm kháng chiến. Bác dặn là sáng mai tờ mờ sáng là đi lên đường, chuẩn bị trước mỗi chú một cái ba lô, túi giết là xong là đi ngay được. Mà chiều tối bác vẫn tưới rau cơ. Thế cán bộ nhà mình lại hồn nhiên quá không hiểu. Bảo
thưa bác chứ không chuyển nhà nữa à? Bác bảo vẫn chuyển chứ, vẫn chuyển cơ quan sáng mai, đi thật sớm. Bảo thế sao bác vẫn tưới rau? Bảo mình không ăn thì để dân ăn, có đi đâu mà thiệt. Đi động tăng ra. Còn ta thì chỉ có tranh thủ thời gian rỗi đi chơi, bóng đá, bóng rổ, thể thao, không tăng gia gì cả. Thế các chú bộ đội chiến sĩ ở gần bác, hôm đó lại tắt ao, lại lao động, lại nấu một nồi canh cá, canh cua thật to cả đơn vị cùng ăn. Mà thèm một quả ớt cay mà không có, vì có tăng gia đâu. Thế là mới bảo nhau sang nhà bác hái ớt. Thì chưa hái được quả ớt nào bác đã xuất hiện rồi. Bác bảo các chú làm gì vậy? Bảo chúng cháu ăn canh cua, canh cá mà không có quả ớt cay nó mất ngon bác ạ. Bác cho chúng cháu một vài quả ớt. Bác cười bác bảo đúng rồi, để bác hái cho chú biết quả nào cay, quả nào ngon mà hái. Bác hái cho một nắm ớt đỏ đây này. Bác rú vào tay chúng ta. Bác dặn một câu rất là hóm hình nhé. Giữ lại hạt các chú ạ. Trồng để có cái mà ăn mà đỡ phải đi xin. Thì ta cứ học bác cái chuyện đơn giản như vậy, nhỏ như vậy từ đó trở đi. Chứ đâu có chuyện lớn lao gì đâu. Quan trọng là nhu cầu này, thành thành tâm này, mà ý thức được cái chuyện mình làm. Ai lại ta đi phục vụ bác, nhiều khi ta cũng lỡ lời, hồn nhiên quá mà lỡ lời làm bác buồn đấy. Bác sâu sắc lắm. Dù bác rất giản dị như vậy mà cực kỳ sâu sắc và tinh tế. Trước ngày sang Trung Quốc chữa bệnh, mà bác có nhiều chuyến đi chữa bệnh có công bố đâu. Bác bảo giữ bí mật cho bác, không đăng báo, không chụp ảnh, không đưa tin. Thế thôi mà bác đi là có ông Vũ Kỳ đi theo. Ông Vũ Kỳ được mệnh danh là tiểu đồng của bác. Thế mà trước khi đi đấy, bác lại nhận được một món quà đặc biệt từ nông trường Mộc Châu Sơn La gửi về biếu bác. Các đồng chí đến Sơn La bao giờ? Cái Mộc Châu Sơn La đẹp lắm đấy. Nó một cái cánh, một cái thảo nguyên đẹp lắm. Bây giờ là khu du lịch sinh thái. Gửi biếu bác một chú nai, con nai con ấy, gọi là nai tơ. Bác gọi là bé nai mà. Nai vị thành niên tuổi dậy thì rất đẹp, mắt nó có long lanh cả. Nhà thơ Lưu Trọng Ngư đã trừng tả là con nai vàng ngơ ngác đạp trên lá vàng thu, đẹp lắm. Bác yêu con người, nhất là thiếu nhi. Bác yêu thiên nhiên cây cỏ, bác yêu cả con vật này, động vật này. Thế bác bảo là đem vào cho công viên Bách Thảo chăm sóc bé nai thật tốt, thật chu đáo, để bé nai ngày một lớn lên xinh đẹp. Các cháu thiếu nhi vào chơi cho nó vui, rồi phấn khởi mà học hành tốt hơn. Bác yêu thiếu nhi và yêu cả bé nai như vậy. Cái ông cán bộ đi cùng với bác lại buột miệng: thưa bác, thịt mà ăn với gỏi sung thì ngon lắm bác ạ. Ta xem thế có chết người không các ông chị? Mà bác thì bác cố kiềm chế đấy. Bác không bao giờ nặng lời với ai cả. Bác kiềm chế lắm chứ bác giận đấy. Bác nhăn mặt lại, ý là bác không bằng lòng. Ai lại thế bao giờ? Bác yêu thiếu nhi, yêu súc vật, bác dặn như thế này mà lại nói một câu như thế. Bác rất là xa lạ với tình cảm tư tưởng của bác. Từ việc nhỏ này phải sửa các ông chí. Cũng như vậy cho nên cảm cái chuyện này cũng làm bác buồn này. Các đồng chí có nghe cái chuyện này bao giờ chưa? Ai lại không biết vị nào là có cái sáng kiến này? Lâu quá không biết ai nữa. Nhưng mà chuyện là chuyện có thật. Lại đùng đùng bảo nhau khiêng vào nhà sàn biếu bác một cái két sắt các ông chí. Bác thì có xu nào đâu, bác có giữ tiền đâu mà lại biếu két sắt cho bác. Két sắt là để dùng đựng tiền chứ, là chủ yếu chứ. Nghĩ thì rất chân thành, nhưng mà cách làm thì dở, làm bác buồn. Nghĩ là bác vĩ đại lắm, bao nhiêu tài liệu quốc gia quốc tế phải giữ gìn cho bác, để bác bảo quản. Nhưng mà ta nông nổi, còn bác thì sâu sắc. Bác bảo có lòng với bác là tốt. Bây giờ các chú thử nhìn với bác ra ngoài cổng. Ngoài cổng đã có các chú bộ đội gác cho bác, tức là cái chỗ chủ tịch phủ các đồng chí. Trong này tức là cái nhà sàn. Các chú ở với bác từ sáng đến đêm khuya. Bác chỉ với ông Vũ Kỳ, riêng chú Vũ Kỳ là về muộn nhất. Bác có dục mới về cơ, mới vợ với con cơ. Còn tắt đèn cho bác này, còn vặn nhỏ cái núm đài radio ở đầu giường. Bác ngủ ngon giấc thì mới về cơ mà. Thế là các chú ở cả ngày bên bác. Bây giờ các chú biếu bác cái két sắt, thì chẳng hóa ra bác không tin các chú à. Ta mới ngạc nhiên chứ. Đấy. Tức là bác sợ các chú lấy của bác phải giữ à, thế sao? Bác nghi các chú à, ta mới ngớ người ra chứ. Thế là ta mới biết là mình thế là lỡ rồi. Bác bảo thôi, dù sao cũng là tấm lòng với bác cảm ơn. Bây giờ coi như bác nhận rồi,
các chú giúp bác khiêng cái két sắt này về tặng cho Bộ Tài chính. Bên đó các chú đó mới có tiền, có vàng, có đá quý, chứ bác thì có gì đâu. Bác không có gì cả. Ai lại khuy bác mất ý? Bác mất, Trung ương họp hội nghị bất thường để bàn về quốc tang cho bác, mời ông Vũ Kỳ đến. Ông Vũ Kỳ là giữ di chúc của bác. Ta xem này, đồng chí Lê Duẩn tổng bí thư chỉ ký một chữ ký chứng kiến thôi nhé. Bên này là chữ ký của bác. Còn người giữ di chúc, tức là biết cả nội dung, ông Vũ Kỳ cứ để trong cái phong bì to ở dưới trong phòng bác. Hàng năm đến sinh nhật đưa bác chữa. Bác dặn ông Vũ Kỳ một câu rất cảm động là chú giữ bí mật tuyệt đối cho bác. Và hàng năm đến sinh nhật lại đưa cho bác chữa rồi bác gửi lại. Chỉ khi nào bác đi rồi thì chú hãy báo với Trung ương. Thế mà. Ông Vũ Kỳ không những báo với Trung ương tỉ mỉ cái bản di chúc này, lúc bây giờ nó chưa thành sách đẹp thế này đâu. Lúc bây giờ là tờ giấy rời. Bác còn viết cả mặt sau của tờ bản tin thông tấn xã cơ mà. Và kèm theo bản di chúc đó, ông Vũ Kỳ báo cáo toàn thể Trung ương một cái túi vải nhỏ, nó có cái sợi dây kéo đấy này, nó như cái giải rút đấy các đồng chí. Túi đựng tiền tiết kiệm của bác cả một cuộc đời, còn thừa có mấy đồng bạc, cho hết, nâng niu tất cả chỉ quên mình. Ai lại, có lần bác dặn đồng chí Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Thủ tướng thương bác quá, mà cứ hàng ngày sang làm việc xong lại nấn ná ở lại ăn cơm cùng với bác để bác vui, sợ bác buồn. Trong bữa cơm bác bảo là chú làm ngay cho bác một cuốn sổ chấm cơm. Bếp tập thể có hai người mà, bếp của chủ tịch và bếp của thủ tướng mà, chú làm cho bác một cuốn sổ chấm cơm. Bác đặt tên cho bác là Hiền, bác đặt tên cho chú là Lành. Hàng ngày có hai người Hiền và Lành ăn cơm với nhau, lấy tiền lương mà thanh toán, không lấy một xu nào của quỹ đảng cả. Chữ liêm là thế. Bác còn dặn văn phòng Trung ương là bác chỉ có một thân một mình thôi, cho nên bác mời cơm các nhà lãnh đạo, bác mời cơm đoàn dũng sĩ miền Nam ra, các chú phải lấy tiền lương của bác mà chi, chứ đừng có lấy tiền của đảng. Đấy, bác là như vậy. Thế cho nên chúng ta mới tình hình dung được một cái sự kiện này nữa này. Ai lại, bác bảo ông Vũ Kỳ, chuyện này liên quan lắm với chúng ta trong nghị quyết 4 đấy các đồng chí. Bác bảo chú Kỳ, chú có biết vì sao ông bà ta ngày xưa cứ ngày rằm mùng 1 hay thắp hương trên chùa không? Để mong các Đức Phật xá tội cho không? Bác nói câu này để bác liên hệ vấn đề đoàn kết trong đảng này. Và phải chữa chạy như thế nào? Thời bây giờ đang chiến tranh chống Mỹ, tình hình phức tạp ác liệt lắm. Nhất là cái sức ép hai bên, hai cái đảng lớn Liên Xô và Trung Quốc, mà chúng ta vì sự nghiệp lớn ta đành phải chịu đựng hết. Mà bác là người nêu cao, trong di chúc của bác chứa đựng một nỗi đau vĩ đại, là người suốt đời vì phong trào cách mạng phục vụ nhân dân. Tôi càng tự hào về sự lớn mạnh của cách mạng bao nhiêu, tôi càng đau lòng bấy nhiêu vì sự bất hòa của các đảng anh em. Trách nhiệm lớn lao của bác với cả thế giới nữa. Thì ta mới hiểu được tại sao mà bác lại dặn như vậy. Bác hỏi ông Vũ Kỳ như vậy. Bác nói là chú có biết rằng ngày xưa, từ thời phong kiến mà các triều đại còn tiến bộ đấy, họ đặt ra hai chức quan. Một là gián quan, hai là sử quan. Gián quan là quan can gián nhà, nhưng lại cần dũng khí, cần trí tuệ, cần đạo đức, hy sinh vì dân, vì nước. Bây giờ ta gọi là phản biện đấy các đồng chí, trước là gián quan. Còn sử quan tức là quan chép sử của triều đình, được phép ghi cả công lẫn tội của các quan lại các cấp vào trong sử sách để làm lời răn cho hậu thế. Thì bác nói như vậy. Bác rất am hiểu lịch sử và môn học ở trường Đại học Quốc tế Lenin, ở Viện Nghiên cứu Dân tộc Thuộc địa những năm 38-37 của bác đấy, mà bác thi để viết luận án tiến sĩ đấy, thì ta có biết đâu là môn giỏi nhất của bác, điểm tối ưu đấy, là môn tiếng Nga và môn lịch sử thế giới hiện đại. Còn lịch sử trong nước, bác thuộc từng niên đại,
nằm trong Bắc Bó Cao Bằng mà bác viết Việt Nam diễn sử ca được là như vậy cơ mà. Thì bác dặn như vậy, bác bảo ông Vũ Kỳ thế này, cho nên chú nhớ từ nay trở đi, từ nay trở đi tức là tính từ lúc bác viết di chúc này này, năm 65, chú nhớ dặn nhà bếp cứ đến thứ bảy tuần cuối tháng, đây là cơ chế của bác đấy, thứ bảy tuần cuối tháng, còn ngày xưa là rằm mùng 1 của ông cha ta ngày trước, chú dặn nhà bếp làm bánh ngọt cho bác, làm hai loại, một loại ăn ngay, một loại để các chú đem về làm quà cho các cô và các cháu. Bác sẽ chủ trì, bác mời tất cả các đồng chí trong bộ chính trị và ban bí thư đến ngồi uống nước, ăn bánh, nói chuyện với nhau. Có điều gì không phải, chưa hiểu nhau, nói hết ra với tình đồng chí thương yêu. Không để những chuyện riêng tư cá nhân nó biến thành quan điểm và có hại cho đoàn kết của đảng. Đấy. Ta thấy bác là mẫu cho chúng ta cả về phương pháp và cách ứng xử. Mà vừa rồi nếu như chúng ta học được thấu đáo hơn, tốt hơn những điều bác đã làm, thì chắc là cái việc tự phê bình trong đảng, chỉnh đốn đảng vừa qua, nó không rơi vào những lúng túng khó khăn như đã biết. Và bây giờ càng phải học bác ở chỗ đó. Bác còn nói một cái điều này nữa. Đó là tại sao bác dặn trong di chúc, giải phóng miền Nam xong, việc đầu tiên là chỉnh đốn xây dựng đảng. Phải chỉnh đốn lại đảng. Mà đối với đảng đấy, việc đầu tiên là giữ gìn đoàn kết. Đó là một truyền thống quý báu và thiêng liêng, từ trung ương tới chi bộ, từ chi bộ tới trung ương, phải giữ gìn đoàn kết thống nhất như giữ gìn con ngươi của mắt mình. Dặn đầu tiên là dặn về đảng. Còn dặn về công việc và chính sách, bác dặn là việc đầu tiên là công việc với con người. Và trong đảng, trong chính phủ, trong nhà nước phải có chủ trương chính sách thật đúng, thật tốt, chủ động giải quyết vấn đề chăm sóc đời sống cho đồng bào, nhất là những người có công với nước. Chớ để rơi vào tình trạng bị động, thiếu sót và sai lầm, vì giải phóng miền Nam xong, tình hình sẽ đổi khác. Bác chủ tính sâu xa đến như vậy. Trong di chúc này, nói như Thủ tướng Phạm Văn Đồng đấy, ai là người Việt Nam cũng có phần trong trái tim mênh mông của bác. Di chúc đề cập đến mọi việc và mọi người, không sót một việc gì và người nào. Ngay cả nạn nhân trong chế độ cũ, bác dặn chúng ta là tha thứ cho họ, hóa giải các mâu thuẫn, đưa về cộng đồng dân tộc, đoàn kết làm trọng. Và 45 năm nay từ ngày bác đi xa, năm nào ta cũng đọc di chúc, cũng học bác, mà ta có để ý đâu. Có ngờ đâu trong di chúc này, bác ẩn kín hai định nghĩa sâu xa. Một về đổi mới, hai là về chủ nghĩa xã hội mà ta cũng không biết. Bây giờ biết ra thì ta phải thực hiện cho tốt. Bác nói về đổi mới như thế này, đây là một cuộc chiến đấu khổng lồ giữa cái tốt tươi mới mẻ với cái xấu xa hư hỏng lỗi thời. Phải dựa vào dân, dựa vào lực lượng của toàn dân thành phong trào, thành lực lượng để toàn dân thực hiện. Bây giờ chính là trở lại cái sức sống của thi đua yêu nước đấy. Yêu nước phải thi đua là yêu nước. Thi đua là gieo trồng, khen thưởng là gặt hái. Bác dạy như vậy, người tốt việc tốt. Và một định nghĩa nữa về chủ nghĩa xã hội và đảng ta đã kịp đưa vào cương lĩnh, đã đưa vào văn kiện đại 11 và đến tổng kết 30 năm hiện nay đang làm thì càng trở lại với tư tưởng Hồ Chí Minh. Bác nói là điều mong muốn cuối cùng của tôi là toàn đảng, toàn dân đoàn kết một lòng xây dựng thành công một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào phong trào cách mạng thế giới. Đấy chính là định nghĩa về chủ nghĩa xã hội. Bác chỉ thay cái chữ Phú Cường ở năm 51 thành chữ giàu mạnh mà thôi. Đấy là điều nhất quán từ đầu đến cuối của bác về xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam mà đảng và nhân dân ta đang ra sức thực hiện do đảng lãnh đạo. Thì có thể nói bao nhiêu điều vĩ đại như vậy, nó kết tinh ở trong di chúc. Và như lúc đầu tôi nói đấy,
học bác học cả ứng xử nhé. Ứng xử nó biểu hiện ngay qua cách cư xử của bác, cái bao dung nhân ái của bác, và ngay cả lời đối đoạn thoại của bác với mọi cấp, mọi ngành, mọi đối tượng, thân mật, giản dị, không có một khoảng cách nào. Bác hòa vào trong dân chúng, không một chút cao đạo. Ai lại thời kháng chiến ấy, mà bác đến thăm một cái hội nghị tư pháp mà bác phê bình. Bác bảo tư pháp sao mà lạc hậu quá vậy. Tư pháp tức là ngành tòa án, ngành kiểm sát. Mọi người cứ ngơ ngác chưa hiểu sao. Bác chưa nói được điều gì bác đã phê bình rồi. Hóa ra là bác nhìn vào hội trường, toàn nam giới cả. Không một chánh án nào là nữ, không một thẩm phán hội thẩm nào là nữ cả. Hồi đó nó còn hiếm. Thế là mới bắt đầu mới thực hiện lời bác đi tuyển thêm cán bộ nữ cho ngành tòa án, tư pháp. Nhưng mà thật ra các vị nhà ta mới cũng chỉ tuyển để làm cấp dưỡng, làm thư ký, làm văn thư, làm hành chính thôi. Chứ mãi về sau này mới có thẩm phán và chánh án là nữ. Là như vậy. Chứ bác rất coi trọng phụ nữ các đồng chí nhé. Bác nói câu này các đồng chí nữ phải coi đây là một niềm an ủi lớn này, một động lực để phát triển này. Bác bảo là không có phụ nữ tham gia, mọi việc lớn nhỏ của cách mạng đều không thành đâu. Là như vậy. Thì ta càng phải chú trọng cái công tác nữ vào hiện nay, nhất là từ lời dạy của bác. Đặc biệt nữa, bác lại bảo là bây giờ trời sắp tối rồi, các chú đi ăn cơm đã. Tối bác nói chuyện, bác không nói ngay. Ý bác là các chú đi ăn cơm thì bác mới kiểm tra được các cô cấp dưỡng và nhà bếp làm ăn thế nào. Ta lại không hiểu ý bác, lại bảo bác cứ nói chuyện đi bác, chúng cháu chưa đói mà. Nhất là các đồng chí miền Nam mới ra gặp bác háo hức lắm. Bác bảo là chú đừng để cái miệng nói dối cái bụng. Bác dùng cách diễn đạt của người xứ Nghệ rất là tinh tường. Thế là đi ăn cơm, bác vào nhà bếp, bác hỏi mấy chị phụ nữ cấp dưỡng mà xúc động quá cứ đứng ngây ra ngắm bác đó, có chào bác đâu. Đến lúc sực nhớ ra phải chào, lại chào theo kiểu quân đội, cháu chào thủ trưởng ạ. Bác lại cười, sao lại chào bác bằng thủ trưởng? Bảo thưa bác, cháu run quá, lần đầu gặp bác cháu xúc động quá, tình cảm với bác như thế. Bác mới an ủi để cho đỡ bị mất bình tĩnh. Bác hỏi thế cháu làm gì? Ở trong nhà bếp tức là làm cấp dưỡng chứ còn gì. Nhưng mà trong quân đội thời đó đấy thì cái cấp dưỡng nó gọi là gì các đồng chí? À, anh nuôi. Mà mình là phụ nữ mà lại quên mất điều đó, lại trả lời bác là thưa bác, cháu là anh nuôi ạ. Bác cười, bác bảo cháu là chị nuôi hay là em nuôi, chứ sao lại là anh nuôi được. Thế không ạ? Thế rồi bắt đầu vào buổi tối nói chuyện, mang một cái đèn bão lên, bác nói chuyện là vừa đủ. Bác bảo mỗi chú hỏi bác một câu thôi, bác trả lời hết, đừng hỏi nhiều. Câu nào bác cũng trả lời. Có một câu hỏi rất là nghiêm chỉnh về mặt chuyên môn, còn về sau toàn các câu hỏi về tình cảm xung quanh của bác. Hỏi là thưa bác, ngành tư pháp phải làm gì để gần dân? Câu hỏi rất là lý luận nhé. Ngành tư pháp phải làm gì để gần dân? Bác trả lời thế nào các đồng chí? Bác trả lời mà ai cũng cứ ngơ ra cả. Bác tưởng bác nói đùa, hóa ra lại là chân lý. Bác bảo ngành tư pháp muốn gần dân thì đừng có xa dân. Có thế thôi. Đúng không? Ta cứ tưởng bác nói đùa, ngẫm nghĩ lại thì nó là chân lý các chị. Nó chân lý nó chỉ có thế thôi mà. Ta cứ hay làm phức tạp hóa vấn đề lên, nhiều chữ nhiều nghĩa, chứ nó có cái gì đâu. Muốn gần dân thì đừng có xa dân, mà xa dân thì sẽ không gần được dân. Đấy, đấy cũng là cái cách nói chữ nghĩa của người xứ Nghệ, mà bác là một đại biểu rất là sống động. Câu sau hỏi thế này: thưa bác, dạo này sức khỏe của bác thế nào? Bác đọc to cho cả lớp nghe, ai cũng buồn cười. Bác trả lời là muốn biết bác sức khỏe thế nào thì cứ nhìn bác thì biết. Thế thôi, đấy là câu trả lời đấy. Lại hỏi bác, thưa bác, thế mỗi bữa bác ăn được mấy bát cơm? Bác trả lời là có nhiều ăn nhiều, có ít ăn ít. Có thế thôi. Đúng không? Và một câu hỏi khác rất là tình cảm như là con với cha đấy. Bác ơi, thế hàng ngày bác ăn cơm ở đâu? Tức là ở nhà bác, ở cơ quan hay ở nhà dân? Bác trả lời thế nào? Bác trả lời mà ai cũng cười và ai cũng ngạc nhiên nhé. Bác ăn ở mồm chứ còn ăn ở đâu nữa? Thì không ở đâu có một lãnh tụ như thế đâu các đồng chí. Đi vào huyền thoại là thế đấy. Giản dị, khiêm nhường, cuộc đời không có một chút gì cao đạo. Các chính khách ấy, các tổng thống ấy, nó có một quy chế đặc biệt để bảo vệ đấy các đồng chí nhé. Cẩn thận như thế mà vẫn còn bị ám sát hoặc là bị đầu độc cơ mà. Còn bác thì ngồi ngay bờ ruộng,
cầm bát nước vối của dân đưa cho uống ngon lành. Vì dân là thành trì của Bác. Đấy, ta học Bác và ứng xử được như Bác thế này là quý lắm. Đấy. Dân là thành trì của Bác. Cán bộ mình không hiểu đâu. Ai lại gặp Bác phê bình Bác về cách ăn mặc mà phải là người có trọng trách cấp cao mới phê bình Bác như thế. Bảo thưa Bác, xin Bác đừng ăn mặc kiểu này nữa. Bác cứ mặc thế này rồi dân người ta không hiểu. Người ta lại phê bình chúng tôi không quan tâm đến Bác. Nói thế là không hiểu Bác mà không hiểu cả dân. Dân chỉ càng kính trọng, dân chỉ càng thương Bác. Đấy, chỉ có chúng ta không hiểu thì có thôi. Đấy, câu thứ hai này, vả lại Bác cứ mặc thế này tức là quần nâu áo vải đi dép ấy, thì các đảng bạn sang thăm họ lại cười chúng ta. Bác bảo chú nói xong chưa? Bảo thưa Bác cháu đã nói xong. Ý Bác là Bác mặc com lê đi. Đấy, kiểu như thế mà. Ta có thấy bao giờ mặc com lê mới hãn hữu lắm. Kê ca vát lại càng hiếm. Bộ quần áo của Bác là áo nâu, áo gỗ, bộ kaki đại cán sờn cả vai. Bác còn tự khâu lấy từng cái khuy đứt ra. Bác bảo Bác mặc thế này nó quen rồi. Nó hợp với Bác. Mà có gì đâu chú cứ làm quan trọng thế. Câu sau này, câu sau là cả một triết lý nhé. Bác mặc như thế này mà dân còn khổ. Nếu Bác mặc sang trọng vào như chú muốn thì dân còn khổ đến đâu nữa. Thì ta xem còn có cái gì thấm thía, mới mẻ và hiện đại hơn vào lúc này bằng cái câu trả lời đó của Bác không? Hy sinh tất cả vì dân, làm gương cho dân, làm gương cho chế độ, cho chính thể, cho cán bộ các cấp. Lại một cán bộ cấp cao khác, chắc là của văn phòng trung ương, đến trình bày với Bác cả một cái dự án. Một cái dự án là xin phép Bác để xây hội trường, xây trụ sở, xây nhà ở riêng cho Bác, xây phòng khách quốc tế. Bây giờ đảng mình cầm quyền rồi cần phải nó đàng hoàng. Nói rất say sưa và chân thành. Bác chăm chú nghe hết, nghe hết. Nghe xong Bác hỏi, chú nói xong chưa? Bảo thưa Bác, cháu đã trình bày xong, bây giờ xin ý kiến chỉ đạo của Bác. Bác cười, Bác bảo Bác không chỉ đạo gì đâu. Bác chỉ hỏi chú một câu thôi. Thế là đồng chí nhà mình lại trưởng Bác góp ý câu gì, bắt đầu sẵn sàng ghi ghi chép chép. Bác bảo liệu chú có còn việc gì để làm nữa không? Ta xem có sâu sắc không các đồng chí. Bác không muốn. Ra trung ương Bác hỏi. Bác hỏi là các đồng chí cho Bác biết trụ sở trung ương xây ở đâu là tốt nhất. Ta cứ hiểu theo nghĩa cụ thể là chỗ này chỗ kia mà, đúng không? Bác bảo trụ sở trung ương phải xây trong lòng dân các chú ạ. Xây trong lòng dân các chú ạ. Cách mạng ở trong lòng dân. Sức mạnh của dân là sức mạnh của chế độ. Mà để dân mất niềm tin suy giảm như lúc này đấy, thì chế độ đang đứng trước thử thách nghiêm trọng, gọi là sinh mệnh bị thách đố cơ mà. Như Tổng Bí Thư nói, thì ta mới càng thấy thấm thía. Và đặc biệt, trong rất nhiều cuộc đối thoại, lại có một đồng chí hỏi Bác là thưa Bác, thế bây giờ đảng mình cầm quyền cách mạng thắng lợi rồi, theo Bác có điều gì đáng sợ không? Câu hỏi cũng rất nghiêm túc và chân thành, ý để Bác giảng giải thêm cho về lý luận. Bác có nói gì đâu. Bác bảo cách mạng là quang minh chính đại. Đảng cách mạng là vì dân, được dân thương, dân tin, dân yêu, vì tất cả chỉ vì dân mà. Thì có gì mà sợ? Đấy. Không sợ một cái gì cả, chỉ sợ bất minh, bất chính, bất nghĩa, bất liêm mà thôi. Nhất là cái bất liêm, bất chính này, bất nghĩa, bất liêm, thì sợ nhất cái đó thôi. Đấy. Chứ còn không có gì đáng sợ cả. Rồi Bác trầm ngâm suy nghĩ, Bác nói nhỏ một câu, mắt Bác đượm buồn. Bác bảo nhưng có một điều mà bây giờ Bác rất sợ. Nhưng Bác không trả lời. Bác không nói là điều gì. Ta đợi mãi không thấy Bác nói tiếp. Lại hỏi Bác là thưa Bác, điều gì mà làm Bác sợ vậy? Bác nhìn thẳng vào chúng ta. Nhìn thẳng vào chúng ta, những người đối thoại với Bác. Bác bảo Bác chỉ sợ các chú thôi. Câu này cũng sâu sắc lắm. Không phải sợ con người các chú đâu, mà sợ các chú hư hỏng, làm hỏng hết công việc, dân oán, dân ghét thì mất hết. Đấy cũng là một thông điệp đấy các đồng chí. Một thông điệp của Bác. Bác đứng đầu đảng và nhà nước. Cho những điều Bác dạy chúng ta này này là điều Bác dằn vặt nhất chứ. Đúng không?
nâng cao trách nhiệm chống giặc nội xâm là chủ nghĩa cá nhân, nói đôi với làm. Bác đứng đầu đảng và nhà nước, bác đau khổ dằn vặt vì cái căn bệnh kinh niên, đó là quan liêu và tham nhũng. Bác chữa bằng ứng xử, bằng hành vi, không chữa bằng lời. Bác chữa bằng luật pháp và đạo đức, mà bác chữa được vì bác rất mẫu mực. Thời bác, ta học bác cái cách chữa quan liêu và tham nhũng mà bây giờ đảng ta đang tổng kết đấy. Bác bảo ông Vũ Kỳ, chú Kỳ, chú giữ tiền của bác, chú đi mua cho bác thật nhiều bút máy. Bác mở hội nghị cán bộ mở rộng, chủ chốt mà, thứ trưởng, bộ trưởng, chủ tịch mời hết, rất đông. Và chú đi mua cho bác thật nhiều bút máy về đây. Hỏi văn phòng triệu tập bao nhiêu người mua đủ bấy nhiêu bút cho bác, để vào một cái hộp cắt tông mở nắp ra để trên bàn cho bác. Bác chủ trì hội nghị, kê cho bác cái bàn ra phía ngoài một chút, bác đến sớm bác đợi. Bác đoán cái gì nó xảy ra đúng như thế các đồng chí. Quan chức cao cấp nhà mình vào họp, ai thấy bác cũng chào, ai thấy bút cũng hỏi, 100 người hỏi giống nhau như một. Thưa bác, ai biếu bác mà bác lắm bút thế? Bác cười, thế là vào đúng kịch bản của cụ rồi mà. Làm gì có ai biếu bác, bác phải mua bằng tiền lương của bác đấy. Đúng như thế nhé, ông Vũ Kỳ đi mua cho bác. Tí nữa đông đủ bác tặng mỗi cô, mỗi chú một cái bút để làm việc. Bác phát từng người một, ai cũng cứ nâng niu quà của bác trên tay. Đến khi các vị mới ngắm nghía một hồi rồi mới lật thân bút ra để xem, nó đập ngay vào mắt đã khắc sẵn trên thân bút một dòng chữ: bút chống quan liêu tham nhũng. Bác không nói một câu nào, vẫn vui vẻ như không. Đấy, triết học vô ngôn là thế đấy. Ta ngồi cạnh nhau xem cùng cái dòng đó, cũng chẳng vị nào nói với vị nào câu nào. Còn đang bị dằn vặt. Có không? Có thì phải sửa ngay, mà không có phải phòng tránh thế nào. Đấy, bác dạy thế đấy. Vừa là cảnh báo, mà vừa là một thông điệp. Còn chữa quan tham nhũng, ngay cả chỉnh huấn toàn đảng toàn quân trước khi nổ súng Điện Biên Phủ, bác cho chỉnh huấn toàn đảng toàn quân. Bác chủ trì, bác bảo mỗi chú, mỗi cô viết cho bác một bản kiểm thảo, toàn cán bộ cao cấp cả. Ai có tội lỗi gì phải khai ra với bác hết, không được giấu giếm. Mà bác như vậy, cho nên ai cũng rất thành thật khai hết. Ta gọi là trách nhiệm này, rồi là minh bạch này. Mà chân thành lắm, có lỗi cũng chân thành. Khai hết, bác đọc không sót một bản nào. Lên hội trường tổng kết, bác nói rất nghiêm. Hai điều thôi. Thứ nhất, bác khen các cô, các chú dũng cảm nhận lỗi, thế là tốt. Điểm thứ hai, nhưng bây giờ quan trọng hơn phải sửa ngay. Sửa ngay, dũng cảm, quả quyết, sửa lỗi lầm không thì nguy mất. Cả hội trường lắng xuống vì xúc động, để bác buồn. Mà lại giờ bế mạc chia tay nhau, trong chiến tranh thì bom rơi đạn nổ, nay sống mai chết chẳng biết thế nào. Cho nên cũng buồn lắm. Thế các vị nam giới nhà mình toàn cán bộ cao cấp cả. Thế là mới rủ nhau xuống suối tắm, tắm kiểu cho nó hạ hỏa, rồi chia tay nhau. Chưa kịp tắm bác đã xuất hiện. Bác đi từ một nẻo đường mòn khác bác đến. Thế là một vị tướng trẻ chạy lên để hướng dẫn bác đi đường khác. Chỗ này chúng cháu đang tắm. Bác cười, bác bảo không. Bác chủ ý như vậy, cho bác xuống tắm cùng các chú cho vui, rồi tiện thể bác tiễn các chú về luôn. Thế là rất thân tình. Ai cũng xoay xung quanh bác. Bác cháu cùng tắm dưới suối. Cái vị tướng trẻ đó đến tận gần chỗ bác để kỳ lưng cho bác. Tắm dưới dòng suối cả mà. Nói một câu rất cảm động. Bác ơi, bác gầy quá. Thương bác quá mà, bác gầy quá. Bác cởi trần, bác đánh bóng rổ, bác tập võ ở núi rừng Việt, bác gầy lắm. Những ngày hôn mê trên giường bệnh còn gầy nữa. Có ăn uống gì đâu. Gì đâu. Bác lại không trả lời là gầy hay béo. Bác hỏi thẳng thừng luôn, chú tham ô mấy vạn? Vừa mới kiểm điểm xong mà, chú tham ô mấy vạn? Ông này cũng nói nhỏ vào tai bác, thưa bác, tất cả là 4 vạn. 4 vạn tức là 40.000 tiền tài chính không chứ? Ngày xưa nó to như thế, rồi sau xuống tiền ngân hàng nó còn có 4.000 hoặc 4 đồng nữa. Nhưng mà quan trọng là vấn đề đạo đức. Chứ tiền năm thì nó cũng có thế thôi. Mà toàn là hiện vật cả, tính ra tiền thôi. Toàn đồ viện trợ trong kháng chiến cả. Và cái vị này cũng oan thôi. Chứ còn vị này là một vị tướng rất tốt, bị oan đấy. Trả lời bác xong thanh minh luôn. Thưa bác,
Bác bảo khai thì cháu khai thôi. Và tính ra tiền nó là như vậy. Chứ thực lòng cháu không lấy một xu nào. Cháu hứa với bác và thề với bác là như vậy. Bác rất ngạc nhiên. Bác bảo bác tin chú. Nhưng phải nói rõ cho bác biết đầu đuôi sao lại như vậy. Ông này mới khai ra. Thưa bác, quân nhu họ đã phát cho cháu rồi. Nhưng mà nó không có sổ sách, chắc nó quên. Nó lại phát nữa, thì cháu cũng cầm. Lỗi có thế đấy các ông chị nhé. Cháu cầm nhưng cháu không lấy. Cháu thương chiến sĩ, cháu cho anh em. Vì nó khổ lắm. Đấy. Thế là rất tốt chứ gì nữa. Nhưng mà lỗi thì cháu nhận. Lỗi thứ nhất là lẽ ra không được nhận nữa thì cháu lại nhận. Lỗi thứ hai là lẽ ra phải phê bình cán bộ thì cháu bỏ qua. Đấy. Lỗi có thế thôi. Bác nghe xong bác cười. Bác bảo thế thì bác rõ rồi. Mọi người cứ ngước mắt nhìn bác. Bác bảo là chú cho chiến sĩ của chú. Mà lòng dạ chú ngay thẳng hồn nhiên. Không nghĩ ngợi gì. Thì bác khen chú là có lòng nhân ái. Thương người. Nhưng nếu chú nghĩ bụng. Đã nghĩ bụng thì một mình chú biết thôi bác cũng chịu. Chú nghĩ bụng là cho nó cái này hôm nay. Rồi mai sau nó biếu mình cái khác to hơn. Thì không tốt đâu. Bác hiểu thấu cuộc đời như thế đấy các đồng chí. Mọi người cứ ngước mắt nhìn bác. Bác mới chỉ vào từng người một. Chú này 4 vạn. Chú kia 4 vạn. Thì bác béo làm sao nổi. Câu chuyện này hơn 60 năm qua rồi các đồng chí. Từ thời kháng chiến. Cho ta bao nhiêu điều cảm động. Xúc động. Và nó thời sự như bây giờ vậy. Thì đấy là những điều có thể nói với nhau. Chuyện Bác Hồ 100 năm chưa thấu ngọn nguồn. Còn cảm động nhất ấy là lúc chúng ta vĩnh biệt bác. Đời tuôn nước mắt, trời tuôn mưa. Đồng chí nào sinh vào lúc bác mất hoàn toàn không biết bác. Bây giờ cũng 45 tuổi rồi. Cha anh chúng ta, những người 70 tuổi trở lên, 80 tuổi, những người trực tiếp chứng kiến lễ tang bác, đeo cái vằn băng tang nửa đen nửa đỏ trên ngực, giữ đến tận bây giờ mới thấm thía cái điều bác mất. Tức là nỗi đau không gì đền bù được. Và vừa rồi, tất cả toàn dân, toàn đảng chúng ta, đặc biệt đồng bào cán bộ chiến sĩ Quảng Bình, lại đau đớn vĩnh biệt đại tướng nữa. Cũng một hình ảnh của bác, thì ta càng thấy như thế nào. Tức là đời tuôn nước mắt, trời tuôn mưa. Ta biết thêm được cái chi tiết này này. Một là tim bác ngừng đập đúng 9 giờ sáng. Đấy là khởi đầu giờ tâm linh. Còn đảng ta thông báo là 9 giờ 47 phút ấy, là cộng cả 47 phút mà đội y tế đặc biệt cấp cứu cho bác. Xoa bóp cho bác mà tim bác không đập lại. Thủ tướng Phạm Văn Đồng đau xót quá mà nói là thôi không được đâu, để bác đi cho thanh thản. Khi bàn tay của các thầy thuốc rời khỏi ngực áo bác, chỗ tim bác, thì kim đồng hồ chỉ đúng 9 giờ 47 phút. Ngày mùng 2 tháng 9 năm 69, ta lấy ngày đó để làm quốc tang, là tang tóc, để nhớ suốt đời. Thủ tướng Phạm Văn Đồng trực tiếp chăm sóc bác những ngày lâm bệnh, còn dặn chúng ta trước khi đi với bác, về với bác. Thủ tướng dặn là hàng năm các cháu nhớ làm dỗ cho bác ngày âm lịch. Bác mất vào 21 tháng 7 âm lịch. Đại tướng của chúng ta là 30 tháng 8 âm lịch. Bác đi vào khoảng giờ tâm linh của bác từ 9 giờ đến 10 giờ. Cái giờ ấy hàng ngày bác chỉ đọc báo. Và đọc báo để đi tìm người tốt việc tốt. 10 năm cuối bác tặng 6.000 huy hiệu người tốt việc tốt. Mỗi người tốt là một bông hoa đẹp, cả nước là một vườn hoa đẹp. Là như vậy. Thì đi cũng đi cái giờ đó. Lập nước ngày nào ra đi ngày đó. Thì bác là một vị thánh, đã hiển thánh. Đại tướng của chúng ta nghe hết bản nhạc Quảng Bình quê ta ơi mà chiến sĩ áp vào tai, rồi mới ra đi vĩnh viễn. Và đúng đó là 6 giờ 9 phút buổi tối. Hàng ngày khi còn khỏe, giờ ấy là giờ đại tướng ngồi thiền. Đại tướng cũng đi vào một giờ linh thiêng như thế, để chúng ta ghi nhớ trong lòng và tưởng niệm cho nó đúng đắn. Và khi bác mất, chúng ta đã đau đớn gấp bội, thì khi mà tiễn bác đi xa còn đau hơn nữa. Bao nhiêu kỷ niệm sống động về với chúng ta. Người bác sĩ, nữ quân y đấy, rất trẻ mới tốt nghiệp,
được điều về trong số bác sĩ mà chăm nom bác cuối cùng, bác sĩ Ngô Thị Oanh. Bây giờ đã già rồi, bác mất 45 năm, kể cho chúng ta nghe là tôi còn kịp cầm tay bác, xoa tay bác cho tay bác nóng dần lên đã lạnh rồi, vuốt tay cho bác cho thẳng ra, tay bác cứ quắp lại, khổ thế. Và khi mà màn hình theo dõi nhịp tim của bác nó lên xuống như làn sóng là lúc bác đau đớn nhất, thì trên má bác ửng đỏ như chảy máu, những tia máu nó nổi bật ra. Còn khi bác tay bác lạnh dần thì trên màn hình theo dõi tim bác ấy, nó chạy thẳng băng bác đi. Và bác sĩ Ngô Thị Oanh ấy còn kịp cắt móng tay cho bác, để những chiếc móng tay của bác trong một phong bì nhỏ trắng tinh 45 năm nay. Và lấy khăn mặt nước nóng lau mặt cho bác, lau nước mắt cho bác thấm đẫm cả gối. Thì chạm vào chòm râu bác, có ngờ đâu 7 sợi râu rụng xuống và vuốt thẳng ngay ngắn thành từng hàng, lấy chất keo keo lại. 45 năm nay là một kỷ vật linh thiêng. Và bác bảo hát cho bác nghe một bài, bài vui vào. Bác nén cơn đau để nghe tiếng hát. Hát được mấy câu trong nước mắt là người ơi, người ở đừng về. Thì bác bảo ông Vũ Kỳ là lấy hoa hồng, hoa huệ tặng cho cháu. Hai loài hoa này luôn luôn sóng đôi trong đời sống tinh thần của bác. Hoa hồng đỏ tượng trưng cho cách mạng và ngày lễ hội. Hoa huệ là hoa tang để thờ. Và riêng với bác đấy, tên loài hoa là trùng với tên của một người con gái, mối tình đầu thầm lặng trong đời của bác, Lê Thị Huệ. Và thương nhất đối với bác đấy là bác mất vào năm 69, mà mãi sau giải phóng miền Nam 5 năm 1980, cụ Lê Thị Huệ mới qua đời trong một ngôi chùa yên tĩnh vắng vẻ, đường đi Bà Rịa Vũng Tàu. Nhà văn Sơn Tùng đến tận nơi hỏi cặn kẽ, thưa O, vì sao O không lập gia đình lúc còn trẻ? Thì bà Huệ khóc mà đặt tay lên ngực hệt giống bác, nơi có trái tim. Trong tim tôi chỉ có một đất thành mà thôi, không gặp được nhau thì tôi sẽ vào chùa. Và quả nhiên cụ vào chùa thật, rồi cụ mất. Mà ba mấy năm nay ta cũng không có để ý, bây giờ cũng chưa biết chính xác ở đâu. Thế là đời bác là như vậy, tất cả vì dân vì nước. Và khi quốc tang cho bác xong ấy, ta thương nhất là chỗ bây giờ là cái giờ phút phải đi xa vĩnh viễn, xa lắm. Vì đảng ta hồi đó đã thỏa thuận với Đảng Cộng sản Liên Xô, mà bây giờ ta mới nói với nhau chứ trước đây ta không nói đâu. Một là Liên Xô lo toàn bộ quốc tang cho bác. Thứ hai, quốc tang xong Việt Nam đồng ý để Liên Xô đưa bác về, về Liên Xô. Chiến tranh như vậy, nước ta là xứ nóng như vậy, lăng chưa có, chuyên gia chưa đào tạo, cho nên phải đưa bác về đã, để an toàn tuyệt đối cho bác, để rồi đón bác về sau. Thì không ai nỡ nào để cho bác đi xa như vậy, cho nên tất cả chúng ta ràn rụa nước mắt, đề nghị Trung ương giữ bác lại, không để bác đi xa như thế. Và các đồng chí Liên Xô ngưỡng mộ bác vô cùng, cũng chia sẻ nỗi đau của chúng ta, đồng ý để bác ở lại. Họ bay ngay về Liên Xô để báo tin và mang sang tất cả những gì cần thiết, từ dung dịch đến các thiết bị y tế, đặc biệt cái hệ thống xe đặc biệt để chở thi hài bác đi mọi tình huống và địa vật. Ta biết ơn ngàn đời Liên Xô là vì vậy. Cho đến khi mà đưa bác vào lăng thì mất bao nhiêu lần di chuyển. Đêm đêm ở Hà Nội, cứ 12 giờ đêm ta thấy một đoàn xe lặng lẽ rời quảng trường Ba Đình. Trung ương đứng hai bên tiễn bác đi trong nước mắt, đưa bác đi về cái vùng Ba Vì. Vậy mà có ngờ đâu, chưa kịp đưa bác đến nơi tập kết thì lại có lệnh hỏa tốc của Trung ương đưa bác quay về Hà Nội ngay để tìm phương án khác. Vì ta phòng xa, nó lại tập kích Sơn Tây Ba Vì một lần nữa để nó săn lùng phi công Mỹ mà ta đã chuyển hết đi rồi, thì rất nguy hiểm, không an toàn cho bác. Cứ thế ta có ngờ đâu, khi bác nằm trong lăng, chọn cuộc đời bác có ngủ yên đâu, nay bác ngủ chúng con canh giấc ngủ, thì thi hài bác 5-6 lần di chuyển.
Những điều này chúng ta biết rõ hơn ai hết, để chúng ta thương Bác hơn, yêu Bác hơn, chọn cuộc đời để yêu Bác, thương Bác. Và chúng ta yêu Bác, lòng ta trong sáng hơn, thì nhất định sẽ học tập và làm theo được Bác. Và đấy cũng là điều tâm nguyện của tất cả chúng ta. Và tôi cũng rất xúc động được có dịp trình bày tất cả những điều như vậy với các đồng chí. Sau 10 năm tôi mới trở lại Quảng Bình lần này, với một sự bố trí rất công phu và tâm huyết của các đồng chí lãnh đạo tỉnh và của ban tuyên giáo của tỉnh ủy, cho phép tôi một lần nữa tự đáy lòng xin gửi lời cảm ơn chân thành các đồng chí. Chúc các đồng chí và đồng bào sức khỏe, thành tựu và hạnh phúc.